Vâng, chào mừng các thầy cô và anh chị. Chào mừng các thầy cô và các anh chị đến với buổi seminar định kỳ của Viện Nghiên cứu Bao cấp Về Toán. Thì trong buổi seminar ngày hôm nay thì cô Nguyễn Thanh Nga hiện đang là giảng viên khoa toán của Học viện Ngân hàng sẽ chia sẻ với chúng ta các vấn đề liên quan đến mô hình của quý bốn, đồng thời hướng dẫn các thầy cô và các anh chị thực hành phân tích trên mô hình này ở trên phần mềm A. Cô Nga hiện tại đang là giảng viên của Học viện Ngân hàng từ năm 2008 và hiện nay đang là nghiên cứu sinh ở Viện Toán học. Hướng nghiên cứu chủ yếu của cô là về survival analysis, là phân tích sống sót. Cô Nga cũng là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm thống kê ứng dụng tại Viện Nghiên cứu cấp Về Toán và cũng đã có nhiều đóng góp cho cái chuỗi seminar của chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Sau đây thì xin kính mời cô Nga sẽ trình bày và chia sẻ của mình. Xin cảm ơn sự giới thiệu của anh Cương ạ. Xin chào tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn. Thì như thầy Cương vừa giới thiệu thì trong cái buổi hôm nay thì mình sẽ xin trình bày về cái mô hình hồi quy bội. Cụ thể thì sẽ trình bày về các cái nội dung như sau. Thứ nhất là sẽ nói về phân tích tương quan. Thứ hai nữa là mình sẽ trình bày về cái mô hình hồi quy bội với các cái nội dung liên quan. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ thực hành cái mô hình hồi quy bội này trên phần mềm R với một cái bộ số liệu cụ thể. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên là cái phần phân tích tương quan. Thì như chúng ta đã biết được rằng là cái phép cái phân tích tương quan ấy thì là dùng để đánh giá cái mối quan hệ giữa các cái biến định lượng, và có ba cái hệ số tương quan mà chúng ta thường hay sử dụng và biết đến nhiều nhất. Đấy là cái hệ số tương quan Pearson, hệ số tương quan Spearman và cái hệ số tương quan Kendall. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể hơn về ba cái hệ số tương quan này. Thì trước hết là về cái hệ số tương quan Pearson, thì có lẽ đây là một cái hệ số tương quan mà chúng ta thường sử dụng và quen thuộc nhất. Vì cái chỉ số này thì dùng để đo lường cái mối liên hệ tuyến tính giữa hai cái biến x và y. Và cái hệ số tương quan này thì sẽ được xác định là bằng cái công thức là bằng hiệp phương sai giữa hai cái biến ngẫu nhiên x và y và chia cho cái tích độ lệch chuẩn của hai biến ngẫu nhiên này. Thế thì với cái cách xác định cái hệ số tương quan Pearson như thế này thì chúng ta thấy rằng là người ta sẽ đưa ra một số các cái mối liên hệ giữa cái độ lớn của cái giá trị của hệ số tương quan Pearson với lại cái mối liên hệ giữa x và y. Cụ thể thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị của cái hệ số tương quan này thì sẽ luôn luôn nằm giá trị trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Khi cái hệ số tương quan Pearson rho xy mà bằng 0 thì chúng ta sẽ nói rằng là xy không có tương quan. Và khi cái rho xy mà nhỏ hơn 0 thì chúng ta nói rằng là cái xy của mình là có cái mối liên hệ ngược chiều, tức là x tăng thì y sẽ giảm và ngược lại. Tiếp theo nữa là khi mà cái hệ số tương quan này lớn hơn 0 thì xy là có mối liên hệ thuận chiều. Và chúng ta nhận thấy rằng là khi mà cái độ lớn của cái hệ số tương quan này càng cao thì có nghĩa là cái mối liên hệ tuyến tính giữa cái x và y của mình là càng mạnh. Thế thì để xác định cái hệ số tương quan này trên một cái dữ liệu mẫu cụ thể thì người ta sẽ định nghĩa thêm một cái khái niệm, đấy là cái hệ số tương quan mẫu, và được tính dựa vào cái, ví dụ như là mình có một cái mẫu dữ liệu kích thước N với các cái quan sát là các cái cặp xy tương ứng, thì mình sẽ xác định được cái hệ số tương quan tương mẫu là rxy tính theo cái công thức đang được cho ở đây. Thế thì cái hệ số, sau khi tính được cái hệ số tương quan mẫu này thì chúng ta sẽ cũng sẽ dựa vào cái độ lớn của cái hệ số tương quan mẫu này, thì lúc đấy là chúng ta sẽ đưa ra được các cái kết luận về mối tương quan giữa x và y. Tại vì thực tế thì cái hệ số tương quan rho xy ban đầu thì chúng ta sẽ không thể tính được, tại vì là cái dữ liệu của y là chúng ta không có được toàn bộ mà mình chỉ quan sát trên mẫu, thế nên là cái việc đánh giá thì mình cũng sẽ dựa vào cái hệ số tương quan mẫu. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái độ lớn của cái rxy này nhỏ hơn 0,4 trong khi thì chúng ta sẽ nói là cái xy của mình nó có cái tương quan yếu. Thế còn khi mà cái rxy của mình nó có giá độ lớn nằm trong cái đoạn từ 0,4 đến 0,6 thì mình sẽ nói là xy có tương quan trung bình. Từ 0,6 đến 0,8 thì ta nói là xy có tương quan mạnh, và cái độ lớn nó lớn bằng 0,8 thì mình nói rằng là xy có tương quan rất mạnh. Thì chúng ta có thể quan sát một số các cái hình vẽ như thế này. Thì ví dụ như trong cái hình vẽ đầu tiên ở đây thì chúng ta thấy là
cái hệ số tương quan mẫu của mình nó đang là 0,7. Như vậy có nghĩa là chúng ta biết được rằng là cái xy của mình nó có mối tương quan rất là mạnh, và mối tương quan ở đây là thuận chiều, đúng chưa? Tức là khi mà x tăng thì y cũng sẽ tăng ạ. Thế còn ngược lại, ví dụ như là cái hệ số tương quan bằng trừ 0,7, âm 0,7 thì tức là xy vẫn có mối tương quan mạnh, nhưng mà mối tương quan ở đây nó là ngược chiều, tức là khi mà x tăng thì y sẽ giảm. Hay nữa là chẳng hạn như là trường hợp thứ hai là ví dụ như là cái hệ số tương quan mẫu của mình nó bằng 0,3, thì ở đây như vậy có nghĩa là cái y của mình nó đang có cái mối tương quan tuyến tính rất là yếu. Thì và nhưng mà cái mối tương quan này thì cũng là một cái mối tương quan thuận chiều. Đấy. Còn ngược lại khi mà bằng âm 0,3 thì cái mối tương quan này là mối tương quan nghịch chiều. Thế còn trong trường hợp R bằng 0 thì mình sẽ nói rằng là cái xy của mình nó không có tương quan gì cả. Thì đấy là một số các cái nội dung liên quan đến cái hệ số tương quan Pearson đấy, chúng ta rất là thường hay gặp phải. Thế trong cái tình huống khi mà cái dữ liệu quan sát của mình nó không tuân theo phân phối chuẩn và có những cái quan sát bất thường, outlier ạ, thì trong tình huống đấy thì mình sẽ dùng những cái hệ số tương quan kiểu phân tích kiểu phi tham số. Trong đó thì ở đây có cái hệ số tương quan dạng Spearman. Thì cái việc xác định cái hệ số tương quan Spearman ở đây thì mình sẽ không xác định dựa trên cái dữ liệu cụ thể của xy, mà mình sẽ dựa trên cái hạng của cái dữ liệu đó. Thì trong cái tình huống nếu như mà cái bộ dữ liệu của mình nó, các cái quan sát của mình nó hoàn toàn khác nhau, tức là ở đây ví dụ như là mình sẽ có rằng x1, x2 cho đến xn là nó khác nhau hoàn toàn, và y1, yn cũng là khác nhau hoàn toàn, thì lúc đấy thì mình sẽ có cái hệ số tương quan Spearman nó sẽ được tính theo cái công thức đang có ở đây. Trong đó thì cái D của mình ấy đang được xác định là hiệu hai cái hạng của mỗi cái cặp quan sát. Tức là khi mình có dữ liệu quan sát thì mình sẽ sắp xếp các cái quan sát đấy theo thứ tự, và cái thứ tự đấy chính là cái hạng của nó. Đấy, và cái DI thì được xác định là hiệu hai hạng. Thế thì cái hệ số tương quan Spearman thì nó không phân tích về tạo ra cái mối tương quan tuyến tính, mà ở đây thì nó chỉ là phân tích về cái mối, cái tính đơn điệu giữa y và x thôi. Cụ thể ví dụ như là khi mà cái rho của mình nó tính ra lớn hơn 0 thì cái xy của mình là mối quan hệ thuận chiều, tức là lúc đấy thì là x tăng thì y cũng sẽ tăng và ngược lại. Thế còn khi rho nhỏ hơn 0 thì mình nói là xy có mối quan hệ nghịch chiều. Đấy, tức là x tăng thì y lại giảm. Và khi mà x bằng 0 thì là cái xu hướng tăng giảm của xy nó không liên quan gì đến nhau cả. Đấy. Thì cái hệ số tương quan Spearman nó chỉ có ý nghĩa ở mức độ như vậy. Tương tự như vậy thì cái hệ số tương quan Kendall thì thực ra là ít được sử dụng hơn so với lại hai cái hệ số tương quan Pearson và hệ số tương quan Spearman. Thì cái hệ số tương quan Kendall thì cũng là một cái loại phân tích tương quan phi tham số. Và cái việc tính cái hệ số tương quan này thì dựa trên việc là mình sẽ xác định các cái cặp giá trị song hành. Ở đây thế nào được hiểu là một cái cặp quan sát song hành? Thì ví dụ như là mình có hai cái cặp, ví dụ như là x1, y1 với cả x2, y2. Thì hai cái cặp đấy được gọi là song hành nếu như là cái hiệu x1 trừ đi x2 nó sẽ cùng dấu với lại y1 trừ y2. Tức là giống như kiểu là cái x nó tăng lên thì y nó cũng bên kia nó cũng tăng. Thì cái trong trường hợp này thì cái hệ số tương quan nên nó lên máy tính của bà ơi. Cái hệ số tương quan Kendall ở đây được ký hiệu là tô, thì nó sẽ được xác định là bằng cái số cặp song hành trừ đi số cặp không song hành. Không song hành có nghĩa là cái mối liên hệ ví dụ x1 trừ x2 thì nó trái dấu so với lại y1 trừ y2. Thì sau đó thì chia cho cái tổng số cách và mình chọn cái cặp XYY từ cái mẫu n kích thước n của mình. Cái n nhân với n trừ 1 trên 2 này về mặt bản chất nó chính là cái C2 của n, là số cách mình chọn ra hai cặp từ cái n, cái mẫu dữ liệu quan sát n của mình ban đầu. Thì ở đây trong cái tình huống mà ở đây thì cái phân tích cái giá trị tô thì nó cũng giống như là bên cái hệ số Spearman. Đấy, và khi chúng ta thấy là khi mà số kết cặp song hành bằng số kết cặp không song hành thì ở đây mình sẽ nói là xy của mình là không có tương quan. Thì đấy là một số các cái hệ số tương quan mà chúng ta thường gặp phải. Thì trong cái phân tích về cái mối liên hệ giữa xy thì chúng ta có thể dựa vào các cái hệ số tương quan này. Và quan trọng là tùy thuộc vào cái dữ liệu của mình nói như thế nào. Thì sau đây thì mình sẽ trình bày các cái nội dung chính của cái buổi hôm nay, đấy là cái
mô hình hồi quy bội. Thì ở đây chẳng hạn như là mình có một cái bài toán rất là đơn giản như thế này, là mình đang muốn đánh giá tác động của các cái hình thức quảng cáo, bao gồm có quảng cáo trên YouTube này, quảng cáo trên Facebook hay là quảng cáo trên báo chí lên cái doanh thu của các cái cửa hàng. Đấy, và mình có một cái bộ dữ liệu, ở đây là có 200 quan sát và dữ liệu nó dạng kiểu như thế này. Thế thì bây giờ cái như vậy thì để giải quyết cái bài toán này thì như tất cả chúng ta đều biết thì mình sẽ cần phải xây dựng được một cái mô hình để phản ánh được cái mối liên hệ giữa cái biến doanh thu của mình với các cái biến mình đang có ở đây, là bao gồm có YouTube, Facebook và newspaper. Thế thì cái mô hình này thì chắc chắn với cái kiểu bài toán như thế này thì cái mô hình mình xây dựng chắc chắn nó phải là một cái mô hình đa biến. Tại vì ở đây chúng ta thấy là cái số biến độc lập của mình là nó lớn hơn 1. Thế thì có nhiều cái dạng mô hình để phân tích, thì trong cái bài toán mà hôm nay chúng ta xem xét ở đây thì chúng ta chỉ xem xét một cái dạng bài toán cái mô hình khá là đơn giản, đấy là cái mô hình hồi quy bội, cụ thể là tức là cái mô hình tuyến tính đa biến. Thì cái dạng tổng quát của cái mô hình hồi quy bội thì sẽ có dạng như là trên là 2.1. Thì ở đây là chúng ta đang có là cái biến y của mình, nó chính là cái biến phụ thuộc, và có các cái biến độc lập là x2, x3 đến xk. Các cái beta g của mình ở đây thì nó là các cái hệ số hồi quy, trong đó thì cái beta 1 người ta gọi là hệ số chặn, và các cái hệ số beta 2 đến beta k thì người ta gọi là hệ số góc, hay còn gọi là trong tình huống này thì còn gọi là hệ số hồi quy riêng của các cái biến độc lập xg. Cái u của mình ở đây là cái sai số ngẫu nhiên. Đấy, và nó có phân phối chuẩn. Thì cái biến u của mình này nó có cái giá trị trung bình là bằng 0, thế nên là chúng ta sẽ nhận thấy rằng là cái kỳ vọng của cái biến ngẫu nhiên y với cái điều kiện là các cái quan sát là từ x2 cho đến xk thì nó sẽ chính bằng cái tổng ở đây, và cái này thì chúng ta biết rằng là nó được gọi là cái hàm hồi quy tổng thể. Thế thì với một cái mô hình như thế này thì các cái hệ số hồi quy của mình nó có ý nghĩa như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là cái hệ số chặn beta 1 của mình ở đây thì nó phản ánh là cái giá trị trung bình của biến phụ thuộc y khi mà các cái biến độc lập nó nhận giá trị là 0. Còn các cái hệ số góc beta g, như chúng ta vừa nói là các cái hệ số hồi quy riêng, là nó phản ánh cái tác động của các cái biến độc lập xg lên cái giá trị trung bình của biến phụ thuộc y khi mà các cái biến khác của mình là không đổi. Thế thì một cái mô hình hồi quy thì vấn đề quan trọng nhất là mình sẽ cần phải ước lượng được các cái hệ số hồi quy. Nhưng mà và cái việc ước lượng đấy thì về tính thì chắc chắn là mình không tính được rồi, tại vì là trên một cái mình không thể tính được các cái tham số này trên một cái dữ liệu tổng thể, là mình không có, mình chỉ có dữ liệu quan sát trên một cái mẫu nào đấy thôi. Thì cái việc ước lượng các cái hệ số này thì mình sẽ dựa trên một cái mẫu dữ liệu quan sát nào đấy mình có được. Thế thì bây giờ giả sử như là mình có một cái mẫu ngẫu nhiên kích thước N, ở đây là x2i, x3i, xki và cái ii, với i ở đây là chạy từ 1 đến n. Thế thì giả sử như là các cái beta 1 mũ, beta 2 mũ đến beta k mũ là các cái ước lượng của các cái hệ số hồi quy của mình theo cái mẫu quan sát này. Thế thì mình sẽ có cái công thức 2.3, thì cái đấy là cái công thức mà được xác định cái phương trình ở đây là y mũ thì bằng là beta 1 mũ cộng beta 2 mũ x2 cộng với beta k mũ xk, và cái này người ta gọi là hàm hồi quy mẫu. Tại vì là các cái tham số ước lượng ở đây của mình là có được từ cái việc là ước lượng trên một cái dựa trên cái dữ liệu của mẫu. Và cái y mũ ở đây nó chính là cái giá trị tiên lượng cho cái giá trị biến y phụ thuộc ban đầu của mình. Thế thì khi xét cái trên những cái quan sát cụ thể thì chúng ta sẽ có cái phương trình 2.4. Thế thì giữa cái giá trị tiên lượng ii của mình với lại cái giá trị quan sát thì nó sẽ có một cái độ chênh lệch, thì cái đấy người ta đặt gọi mình sẽ đặt ei là bằng ii trừ đi cái ii mũ, và cái này thì mình gọi là phần dư. Và như vậy thì chúng ta sẽ đưa được đến cái phương trình 2.5.
trong một số sách thì cái phương trình 2.5 người ta có thể gọi đấy là cái mô hình của quy mẫu. Thế thì khi ở đây thì các cái từ cái hệ phương trình mà tạo bởi các cái phương trình 2.4 và 2.5, khi mà mình cho cái biến y của mình nó chạy từ 1 đến n thì mình sẽ có được một cái hệ phương trình, và cái hệ phương trình đấy thì để cho đơn giản đôi khi người ta có thể biểu diễn dưới cái dạng ma trận, bằng cách là người ta sẽ đặt các cái ma trận tương ứng đang có ở đây thì mình sẽ thu được cái dạng ma trận của các cái hệ phương trình đấy ở cái dạng là 2.6 và 2.7, tương ứng với lại các cái hệ phương trình tạo bởi các cái phương trình 2.4 và 2.5 ở bên này. Thế thì bây giờ cái như đã mình đã trình bày thì cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là mình cần phải ước lượng được các cái hệ số hồi quy. Nhưng mà trước khi mà mình đi ước lượng các cái hệ số hồi quy thì mình sẽ cần phải đưa ra một số các cái giả thiết cho mô hình để đảm bảo chất lượng của các cái ước lượng sau này mà mình đưa ra cho các hệ số hồi quy. Thì các đối với lại cái mô hình hồi quy bội của mình ở đây thì các cái giả thiết mà mình đưa ra thì sẽ có những cái giả thiết như sau. Thứ nhất là cái mô hình này là nó sẽ có cái dạng tuyến tính, có cái dạng tuyến tính. Và tuyến tính ở đây thì nó là tuyến tính theo các cái tham số của mô hình, chứ nó không phải là tuyến tính theo biến. Chính vì là nó tuyến tính theo các cái tham số của mô hình, thế nên chúng ta biết rằng là cái mô hình hồi quy bội nó có thể có những cái dạng khác nhau cho các cái biến xi của mình. Đôi khi nó có thể là dạng cái xi của mình nó không ở dạng nguyên bản là xi mà nó có thể là log x log y, hoặc là cái mô hình chúng ta thấy là ví dụ như mô hình dạng đa thức thì nó cũng vẫn thuộc dạng cái mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Đấy, tại vì nó vẫn đảm bảo là cái tính tuyến tối tính theo tham số. Cái giả thiết thứ hai nữa là các cái biến độc lập của mình ở đây thì là phi ngẫu nhiên và giá trị của nó là xác định trước. Các giá trị này thì cũng là không thể là hằng số được, tại vì khi mà nó là hằng số thì rõ ràng là mình không thể đánh giá được cái tác động của cái x lên cái y nó như thế nào cả. Đấy, thế nên là chúng ta sẽ phải có một cái tính chất nữa là cái phương sai của xy này là phải khác không. Cái giả thiết thứ ba nữa của mô hình là các cái sai số ngẫu nhiên là phải có phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn ở đây cụ thể là phân phối chuẩn với trung bình là bằng 0 và cái phương sai là bằng sigma bình phương là một cái hằng số, tức là cái phương sai của phần dư là không đổi và trung bình của các cái phương sai của sai số ngẫu nhiên là không đổi và cái trung bình của cái sai số ngẫu nhiên là phải bằng 0. Cái giả thiết tiếp theo nữa của mô hình đấy là giữa các cái biến độc lập xy này thì nó sẽ phải không có cái hiện tượng đa cộng tuyến. Hiện tượng đa cộng tuyến ở đây được hiểu có nghĩa là cái biến xy của mình ấy, nó sẽ không được biểu thị tuyến tính qua các cái biến còn lại. Tại vì nếu như mà biểu thị tuyến tính như vậy thì chúng ta thấy là cái thông tin của một cái biến nào đấy trong mô hình là đã được giải thích bởi các cái biến còn lại rồi. Một cái giả thiết cuối cùng nữa là các cái sai số ngẫu nhiên của mình là sẽ không có tương quan với nhau, tức là cái covariance của Uy và Uz là bằng 0 với mọi y khác gì. Thì chúng ta có thể quan sát ở đây thì mình chỉ vẽ minh họa cho cái trường hợp là mô hình đơn biến thôi, nhưng để chúng ta có thể hiểu là cái phương sai sai số không đổi là như thế nào. Ví dụ như trong tình huống đầu tiên thì ở cái hình A ở đây có nghĩa là cái phương sai sai số không đổi. Thế còn sang cái hình thứ hai thì chúng ta thấy là khi với các cái biến quan sát xy mà nó thay đổi thì chúng ta thấy là cái phương sai sai số ở đây nó đang là tăng lên. Thế còn cái hình số 2 ở đây thì là mô tả cho cái tình huống là cái phần dư của mình nó, ví dụ như trong hình thứ nhất và hình thứ hai thì chúng ta thấy rõ ràng là cái phần dư hai là có tương quan. Đấy, thế còn trong cái hình bên dưới này thì cái phần dư hay là không có tương quan. Thế thì với các cái giả thuyết, năm cái giả thuyết vừa rồi của mô hình thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái phương pháp để ước lượng các cái hệ số hồi quy của mô hình. Thì ở đây mình sẽ trình bày hai phương pháp ước lượng, đấy là phương pháp bình phương nhỏ nhất và cái phương pháp hợp lý cực đại. Thì trước hết là về cái phương pháp bình phương nhỏ nhất. Thì mục đích của cái phương pháp này là gì? Thì là mục đích của cái phương pháp này là mình sẽ tìm được một cái mô hình ước lượng mà sao cho là cái mô hình đấy thì nó hiểu gần nhất được với lại cái dữ liệu quan sát của mình. Cụ thể cái sự gần nhất đấy thì sẽ được thể hiện như thế nào? Tức là ở đây là mình sẽ
giải quyết bài toán bằng việc là tổng bình phương các cái phần dư của mình là nó sẽ cần phải đạt được giá trị nhỏ nhất. Đấy, và mình sẽ tìm các cái ước lượng cho các cái hệ số hồi quy dựa trên cái điều kiện này. Thế thì để xác định như vậy thì để với cái điều kiện là cái tổng bình phương phần dư này nhỏ nhất thì như vậy là để tìm các cái hệ số hồi quy thì mình chỉ dựa vào cái điều kiện rất là đơn giản là mình sẽ lấy cái đạo hàm riêng của các cái bình dương các cái phần dư này, lấy đạo hàm riêng theo từng cái biến beta mũ j này một thôi, và như cho nó bằng không thì mình sẽ hoàn toàn tìm ra được các cái ước lượng tương ứng. Và ở đây thì chúng ta sẽ viết ở dạng tổng quát, là chúng ta sẽ viết dưới dạng ma trận thì chúng ta sẽ thu được cái các cái ước lượng của mình là sẽ có cái dạng 2.9. Thế thì các cái ước lượng mà tìm ra của cái phương pháp bình phương nhỏ nhất theo cái phương pháp như thế này thì chúng ta sẽ nhận thấy là nó sẽ có một số các cái tính chất như sau. Thì thứ nhất là cái đường hồi quy mẫu. Thế như vừa nãy chúng ta nói là chúng ta đã có cái hàm hồi quy mẫu là được tạo bởi các cái hệ số hồi quy mẫu mà nhân với lại các cái biến tương ứng, thì nó sẽ đi qua cái điểm trung bình mẫu. Đấy là tính chất thứ nhất. Tính chất thứ hai nữa là cái giá trị trung bình của các cái giá trị mà mình tiên lượng được cho các cái biến phụ thuộc, thì nó sẽ bằng giá trị trung bình của các cái giá trị mà mình quan sát được. Y ngang. Thứ hai nữa là trong cái quá trình mà mình thực hiện cái việc tìm các cái ước lượng theo cái phương pháp bình phương nhỏ nhất thì chúng ta cũng có được một cái tính chất, đấy là tổng bình phương các cái phần dư thì nó sẽ bằng không. Cái kết quả tiếp theo nữa là các cái phần dư thì nó sẽ không tương quan với lại các cái giá trị mà tiên lượng được. Tiếp theo nữa là các cái phần dư thì không tương quan với XYZ, thì những cái chứng minh này nó khá là đơn giản, mọi người có thể tham khảo ở trong sách. Một cái tính chất quan trọng nhất của trong cái các cái ước lượng mà được có được từ cái phương pháp bình phương nhỏ nhất là nó đến từ cái định lý Gauss-Markov. Thì cái định lý này người ta chỉ ra rằng là những cái ước lượng beta j mũ từ cái phương pháp bình phương nhỏ nhất là cái ước lượng tuyến tính không chệch và có phương sai nhỏ nhất trong lớp các cái ước lượng tuyến tính không chệch của cái beta j của mình. Cái tính chất này người ta gọi là tính chất blue. Mình có thể giải thích cụ thể cái tính chất blue này như sau. Thì thứ nhất là cái tính chất đầu tiên là các cái ước lượng của phương pháp OLS nó là có dạng tuyến tính. Tuyến tính ở đây cụ thể là nó là cái tổ hợp tuyến tính của các cái giá trị các cái quan sát từ Y1, Y2 cho đến Yk. Thứ hai nữa là các cái ước lượng mình thu được nó là ước lượng không chệch. Đây là một cái tính chất rất là quan trọng, tại vì khi mà mình tìm một cái ước lượng điểm cho một cái tham số thì người ta rất là quan tâm đến việc là cái ước lượng đấy có phải là ước lượng không chệch hay không. Một cái tính chất thứ ba nữa là các cái ước lượng theo cái phương pháp OLS, tức là phương pháp bình phương nhỏ nhất, thì là có phương sai nhỏ nhất. Tức là cụ thể ví dụ như là mình có cái beta dũ j mũ nó là một cái ước lượng tuyến tính của beta j, thì cái phương sai của cái thằng beta j mũ mà mình có được từ cái phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất là bao giờ nó cũng sẽ thấp hơn so với lại cái ước lượng khác. Ngoài cái tính chất blue của các cái ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thì mình sẽ còn một cái tính chất nữa, đấy là tính vững của các cái ước lượng này. Tính vững ở đây tức là mình hiểu rằng là khi mà cái kích thước mẫu của mình tiến ra nó đủ lớn thì rằng là các cái ước lượng của mình nó sẽ hội tụ theo xác suất đến cái tham số các cái hệ số hồi quy. Đấy, thì cái tính chất này thì đôi khi là trong sách người ta gọi là tính chất mẫu lớn, và khi mà cái kích thước của mình đủ lớn thì các cái ước lượng của mình nó sẽ hội tụ theo xác suất đến các cái hệ số ước lượng, các cái hệ số hồi quy. Thì đấy là về cái phương pháp bình phương nhỏ nhất. Thì
được thực hiện theo cái phương pháp là giúp để cho cái tổng bình phương phần dư là đạt giá trị nhỏ nhất, và chúng ta sẽ thu được các cái tính chất của các cái ước lượng là như vậy. Một cái phương pháp thứ hai nữa chúng ta có thể dùng để ước lượng các cái tham ước lượng các cái hệ số hồi quy, đấy là cái phương pháp sử dụng phương pháp hợp lý cực đại. Thế thì cái phương pháp hợp lý cực đại thì cái cách mà để người ta tìm ra các ước lượng là dựa trên cái cơ sở là người ta mong muốn là cái xác suất xảy ra của cái dữ liệu quan sát mà mình đang thực có đấy ạ, mà mình đang có được đấy, là cái xác suất xảy ra đấy là cao nhất. Thế cái cao nhất đấy nó được thể hiện thông qua cái gì? Thì nó được thể hiện thông qua cái tìm các cái ước lượng để sao cho là cái hàm hợp lý của chúng ta là đạt cực đại. Thế thì đối với lại cái mô hình hồi quy bội thì cái hàm hợp lý ở đây sẽ được xác định như thế nào? Thì chúng ta biết rằng là do cái giả thiết là cái UI của mình, tức là cái sai số của mình nó có phân phối chuẩn. Thế nên là với các cái biến độc lập của mình có các cái dạy giá trị cho trước, thì cái biến phụ thuộc II của mình nó sẽ có phân phối chuẩn với cái trung bình là phần này và phương sai chính là sigma bình phương. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái hàm mật độ của cái thằng II dạng phân phối chuẩn như thế này. Thế thì cái hàm hợp lý ở đây thì được xây dựng nó là một cái hàm của các cái tham số mà mình đang cần ước lượng, và được xác định là chính là bằng cái hàm mật độ đồng thời của các cái biến ngẫu nhiên I1, I2 cho đến IN. Thế thì do các cái biến ngẫu nhiên này của chúng ta là độc lập đấy, tại vì là cái mẫu quan sát của mình thì nó sẽ cần điều kiện là các cái quan sát ở đây là độc lập. Thế thì như vậy thì cái hàm mật độ đồng thời này nó sẽ được tính rất là đơn giản, là mình sẽ lấy tích của các cái hàm mật độ của các cái biến ngẫu nhiên từ I1 đến IN thì mình sẽ được cái kết quả tương ứng ở đây. Thế thì để cái hàm hợp lý này là đạt cực đại thì mình sẽ tìm các cái ước lượng của các cái beta 1, beta 2 cho đến beta k để sao cho cái hàm hợp lý của mình đạt cực đại. Thì ở đây để cho đơn giản thì thay cho việc là mình tìm cực đại của cái hàm hợp lý này thì mình sẽ tìm cực đại của cái log của cái hàm hợp lý, là ở đây ký hiệu là logan p l đấy ạ. Thì ở đây là thay để cái log của logan p l này đạt cực đại thì chúng ta cũng giống như là cái điều kiện bên cái phương pháp bình phương nhỏ nhất. Thì để đạt cực đại thì chúng ta biết rằng là cái tính chất sẽ là cái đạo hàm riêng của cái hàm log l này, logan p l này, theo từng các cái hệ số này là nó phải bằng không. Thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là chúng ta muốn với các cái điều kiện đạo hàm riêng theo các cái biến là beta 1, beta 2 cho đến beta k, chúng ta thấy là trong cái công thức của logan p của cái hàm hợp lý của mình thì cái phần đầu tiên là nó không hề liên quan gì đến cái các cái hệ số beta cả, chỉ có cái phần phía sau là liên quan đến các cái hệ số beta. Thì chúng ta thấy rằng là cái phần phía sau này về mặt bản chất thì để tìm cái này cực đại thì có nghĩa là cái đạo hàm riêng theo cái tổng sigma này theo từng các cái biến này bằng không, thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn giống như cái điều kiện ở bên cái phương pháp bình phương nhỏ nhất. Chính vì vậy mà các cái ước lượng mà mình có được từ cái phương pháp hợp lý cực đại nó sẽ hoàn toàn giống như là các cái ước lượng mà mình thu được từ cái phương pháp OLS, tức là đều có cái dạng cái nghiệm của mình nó sẽ có cái dạng như thế này. Thế còn riêng về cái ước lượng cho cái tham số sigma bình phương thì theo cái phương pháp hợp lý cực đại thì mình sẽ thu được cái ước lượng của cái sigma bình phương ở đây sẽ có dạng là sigma ngã bình. Đấy, được biểu thị bằng cái công thức tương ứng đang có. Thế thì cái sigma ngã bình này thì nó có cái tính chất như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là cái sigma ngã bình này thì nó là một cái ước lượng không chệch của sigma bình phương. Đấy, tại vì chúng ta có thể chứng minh được rằng là cái E của sigma ngã bình này là nó bằng là N trên N trừ K nhân sigma bình, tức là nó không phải là sigma bình, thế nên nó là một cái ước lượng chệch. Tất nhiên là chúng ta biết rằng là đối với lại các cái tính chất của cái phương pháp hợp lý cực đại thì những cái ước lượng này nó cũng sẽ trở thành cái ước lượng không chệch nếu như là chúng ta thấy là khi ở đây là cái kích thước mẫu của mình đủ lớn.
Tại vì là khi mà cái n nó tiến ra vô cùng thì cái n trên n chiều k của mình nó sẽ tiến dần đến 1. Thế thì vì cái sigma mũ bình phương ở đây là cái sigma mũ bình của mình ở đây thì chúng ta thấy là do cái kỳ vọng của cái xin lỗi sigma ngã bình ở đây thì do cái kỳ vọng của nó là bằng n trên n chiều k sigma bình phương. Thế nên là mình hoàn toàn có thể đưa ra được một cái ước lượng không chạch. Mình hoàn toàn có thể đưa ra được một cái ước lượng không chạch cho cái sigma bình phương, đấy chính là cái sigma mũ bình phương, và chúng ta biết được rằng nó chính là bằng tổng bình phương các cái phần dư mà chia cho n trừ k. Thì cái này nó chính là một cái ước lượng không chạch của sigma bình phương. Như vậy thì với hai cái phương pháp như mình vừa trình bày là cái phương pháp bình phương nhỏ nhất và cái phương pháp hợp lý cực đại, thì chúng ta đã tìm ra được các cái ước lượng điểm của các cái hệ số hồi quy của chúng ta với các cái tính chất rất là quan trọng. Thì bây giờ cái vấn đề ở đây cần đặt ra là mình sẽ cần phải, khi mà mình có cái ước lượng điểm rồi thì trong một cái bài toán ước lượng thì mình cái ước lượng điểm thì nó chưa đánh giá được cái độ chính xác của cái ước lượng của mình. Thế nên ở đây thì mình sẽ cần phải đưa ra các cái khoảng ước lượng cũng như là các cái kiểm định liên quan đến các cái ước lượng. Thì trước khi mà đưa ra các cái khoảng ước lượng và các kiểm định liên quan đến các ước lượng của mình thì chúng ta sẽ có một cái kết quả như sau. Mình tạm gọi nó là một cái định lý. Thì thứ nhất là do chúng ta biết rằng là do cái sai số của cái mô hình là nó có cái phân phối chuẩn. Thế nên là mình hoàn toàn có thể chứng minh được rằng là các cái ước lượng beta 1 mũ đến beta k mũ là nó sẽ có phân phối chuẩn với trung bình. Trung bình là cái này, tại vì là như chúng ta biết rằng là cái tính chất không chạch thì cái kỳ vọng của những cái này nó chính là các cái hệ số hồi quy của mình. Và cái ma trận hiệp phương sai thì ở đây sẽ có dạng là sigma bình phương nhân với lại cái ma trận chuẩn bị của cái x nghịch đảo của cái tích của ma trận chuẩn bị và ma trận x. Thì từ cái kết quả của cái ma trận hiệp phương sai này thì rõ ràng là để đưa ra được các cái ước lượng cho các cái beta di mũ thì mình sẽ thay cái sigma bình phương của mình bởi cái ước lượng không chạch sigma mũ bình phương mà mình vừa tìm được. Thì ở đây rõ ràng là mình sẽ tìm được các cái ước lượng cho các cái phương sai của beta di mũ. Cái kết quả tiếp theo nữa là các cái sigma mũ bình phương này thì nó sigma mũ bình phương thì nó sẽ độc lập với lại các cái beta di mũ. Cái tính chất số 3 nữa chúng ta cũng chứng minh được, đấy là cái n trừ k nhân với lại cái sigma mũ bình phương chia cho sigma bình thì nó sẽ có cái phân phối khi bình phương n trừ k bậc tự do. Tất cả những cái kết quả này, cái mục đích là như mình đã vừa trình bày là để mình có thể đưa ra được các cái khoảng ước lượng và các cái kiểm định kèm theo đối với lại các cái hệ số hồi quy của mình. Tại vì là riêng cái những cái ước lượng điểm thì nó chưa đủ thông tin cho các cái ước lượng. Thì trước hết là chúng ta sẽ đưa ra được các cái khoảng ước lượng của các cái tham số beta di mũ. Thì không biết mình nói đến đây thì không biết là có thầy cô nào có đặt câu hỏi gì không ạ? Nếu không có thầy cô nào đặt câu hỏi thì mình sẽ trình bày tiếp. Thì thứ nhất là để đưa ra các cái khoảng ước lượng của các cái tham số beta di mũ ở đây thì chúng ta sẽ dựa vào một cái kết quả là cái beta di mũ trừ đi cái beta di chia cho cái sai số chuẩn. Cái sai số chuẩn này là mình lấy từ đâu ra, thì khi ở trong cái định lý này là mình đã có cái ước lượng của các cái phương sai của các cái beta di mũ rồi, thì khi mình lấy căn bậc 2 thì mình sẽ được cái sai số chuẩn này. Thì cái t của mình ở đây thì chúng ta chứng minh được rằng là nó sẽ có cái phân phối student với n trừ k bậc tự do. Và như vậy thì mình sẽ hoàn toàn tìm được cái khoảng ước lượng của beta di với cái độ tin cậy là một chữ alpha tương ứng. Tương tự như vậy thì đối với lại cái tham số sigma bình phương thì
mình cũng sẽ tìm ra được các cái khoảng tin cậy dựa vào cái kết quả đã trình bày trong định lý là cái n trừ k nhân với lại cái sigma mũ bình phương chia cho sigma bình là có cái phân phối khi bình phương. Đấy, thì mình sẽ đưa ra được cái khoảng ước lượng cho các cái, xin lỗi, cho cái sigma bình phương tương ứng. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một số các cái kiểm định giả thiết liên quan đến về các cái hệ số hồi quy. Chẳng hạn như là ở đây chúng ta có cái kiểm định là mình muốn đánh giá cái so sánh cái hệ số hồi quy của mình với lại một cái hệ số beta gì sao nào đó. Đấy thì chúng ta có thể thực hiện một cái kiểm định như thế này. Và cái kiểm định này thì hoàn toàn có thể được thực hiện dựa trên cái tiêu chuẩn kiểm định của mình, ở đây là nó có cái phân phối student với n trừ k bậc tự do. Và chúng ta biết rằng là khi mà cái xác định được cái tiêu chuẩn kiểm định này thì mình có thể biết được rằng là khi mà cái t của mình nó tùy thuộc vào cái cặp giả thiết của mình như thế nào, thì nó thuộc hay không thuộc và mình bác bỏ, thì mình sẽ đưa ra các cái kết luận tương ứng là mình sẽ có bác bỏ hay là mình chưa đủ cơ sở để mình bác bỏ cái giả thiết H0 của mình. Tiếp theo nữa là cái kiểm định giả thiết cho cái phương sai của sai số ngẫu nhiên, thì mình cũng có thể kiểm định những cái cặp giả thuyết tương ứng như thế này dựa trên cái tiêu chuẩn kiểm định của mình là đang có cái phân phối khi bình phương n trừ k bậc tự do. Đấy thì ở đây cái này mình nghĩ là chắc là về cái kiến thức kiểm định này thì chắc là nhiều người cũng biết rồi. Đấy thì ở đây ví dụ như là khi mà mình tính được cái giá trị quan sát x0 của mình ở đây, nếu như mà nó thuộc vào thì mình sẽ bác bỏ cái giả thuyết H0, còn nếu như mà không thuộc vào thì mình sẽ chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 với các cái miền bác bỏ tương ứng là mình đã có rồi. Thì đấy là một số các cái kết quả liên quan đến việc ước lượng các cái hệ số hồi quy. Sau đây thì mình sẽ trình bày đến cái phần về đánh giá cái sự phù hợp của mô hình. Thì thực ra là có rất là nhiều các cái tiêu chuẩn để đánh giá sự phù hợp của mô hình. Thì trong cái phần này thì mình sẽ trình bày một số các cái nội dung mà chúng ta ăn, một số các cái thước đo mà chúng ta thường hay sử dụng nhất. Thì trước hết là chúng ta sẽ xuất phát từ cái công thức là mình đang muốn đánh giá. Y ở đây chính là các cái giá trị quan sát của mình. Y ngang ở đây tức là cái trung bình của các cái giá trị quan sát, tức là Y1 cộng Y2 cộng đến Yn chia cho N. Đấy thì mình đang biểu thị nó bằng cách là đưa thêm cái giá trị tiên lượng tương ứng của cái thằng, cái giá trị tiên lượng này là có được từ cái việc ước lượng các cái hệ số hồi quy của mình thông qua mẫu. Đấy thì mình sẽ xác định được các cái Y mũ. Đấy thì từ cái biểu thức này thì chúng ta sẽ đi đến một cái biểu thức như sau. Thì ở đây trước hết là chúng ta sẽ có cái phần đầu tiên là cái tổng bình phương của Y trừ đi Y ngang. Đấy, và cái đấy thì chúng ta sẽ đặt là TSS. Thì như chúng ta biết rằng là cái này thì người ta gọi là tổng bình phương toàn bộ. Thế ý nghĩa của cái tổng bình phương toàn bộ này là gì? Thì chúng ta thấy rằng là nó đang phản ánh toàn bộ cái sự biến thiên, sự biến thiên của toàn bộ của cái biến phụ thuộc Y của mình. Và cái tổng bình phương này thì chúng ta thấy là nó chỉ nhìn vào đây thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào biến Y thôi, nó không liên quan gì đến cái mô hình của mình nó như thế nào cả. Thứ hai nữa là cái RSS thì đang được định nghĩa là tổng bình phương phần dư. Đấy, thì rõ ràng là cái phần dư là cái phần mà mình không 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 cái phần mà mình không thể giải thích được bởi cái mô hình. Đấy thì cái phần này nó được gọi là cái sự biến thiên của Y mà không được giải thích bởi các cái đứng độc lập có trong mô hình. Ba nữa là cái ESS thì được đặt là bằng tổng bình phương của Y mũ trừ đi Y ngang.
Đấy. Thì cái y mũ này là nó đến từ cái như mình đã vừa nói, thì cái y mũ này nó đến từ cái việc là cái khi mình ước lượng được cái mô hình của mình thì mình sẽ tính được cái y mũ, và cái này thì người ta gọi là cái phản ánh cái sự biến thiên của y, và được giải thích bởi mô hình, tức là giải thích được thông qua các cái biến độc lập. Thế thì các cái TSS, RSS và ESS này thì nó có các cái hệ số tự, xin lỗi, có các cái bậc tự do tương ứng. Ở đây mình có trình bày về cái giải thích lý do tại sao là các cái tổng bình phương này nó có các cái bậc tự do tương ứng là như nào. Thì nếu thầy cô nào quan tâm thì có thể đọc thêm cái phần giải thích bậc tự do này, để chúng ta thấy là chúng ta đưa đến cái bảng phân tích phương xa ANOVA. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái ESS của mình ấy, thì cái số bậc tự do của nó sẽ là K-1. Cái RSS thì có cái số bậc tự do là N-K, và cái TSS của mình thì cái số bậc tự do ở đây nó là N-1. Thì trước hết là chúng ta sẽ có cái xây dựng cái tiêu chí đánh giá cái sự phù hợp của mô hình đầu tiên. Đấy là như chúng ta đã biết, chính là cái hệ số xác định R bình phương. Thì cái hệ số xác định R bình phương ở đây được xác định là bằng cách là cái ESS, như chúng ta đã biết là cái phản ánh cái sự biến thiên của cái biến phụ thuộc y mà được giải thích bởi mô hình, chia cho toàn bộ, tổng toàn bộ cái sự biến thiên của cái biến phụ thuộc y của mình. Thế thì cái R bình phương thì nó sẽ đặt bằng cái tỷ lệ của hai cái tổng bình phương này. Đấy, và chúng ta cũng có thể viết là bằng 1 trừ đi RSS chia cho TSS. Thì ở đây chúng ta có một số các cái tính chất liên quan đến cái hệ số xác định này. Thì đầu tiên là cái R bình phương của mình là nhận giá trị trong cái đoạn từ 0 đến 1. Đấy. Và như chúng ta biết được rằng là vì cái R bình phương nó đang được định nghĩa là bằng cái tỷ lệ giữa cái phần được giải thích bởi mô hình chia cho tổng toàn bộ cái sự biến thiên, thì như vậy nó sẽ được hiểu là cái tỷ lệ thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Thì khi mà cái R bình phương của mình nó càng cao thì rõ ràng là cái mô hình của mình nó càng phù hợp với dữ liệu. Ở đây chúng ta chỉ chú ý là cái R bình phương của mình là hoàn toàn xây dựng dựa trên cái dữ liệu mà mình đang có để ước lượng mô hình. Đấy, thì cái khi mà cái R bình phương của mình càng cao thì nó sẽ phản ánh là cái mô hình của mình nó đang phù hợp với cái dữ liệu mà mình đang dùng để ước lượng mô hình. Và thứ hai nữa là chúng ta có một cái tính chất cũng rất là quan trọng nữa của R bình phương, là chúng ta thấy là R bình phương nó sẽ là cái hàm không giảm, và nó phụ thuộc vào cái số biến độc lập mà đang có trong mô hình. Tức là khi mà cái số biến độc lập của mình nó càng tăng lên, thì tức là cái số biến trong mô hình của mình càng nhiều lên thì cái R bình phương nó lại càng tăng lên theo. Đấy. Tại vì là khi cái chúng ta chỉ ra được rằng là khi mà cái số biến độc lập tăng thì cái tổng phần dư cái RSS này của mình sẽ giảm, thì rõ ràng là cái R bình phương của mình sẽ tăng lên. Thế thì khi mà R bình phương mà tăng như vậy thì chúng ta thấy rằng là thì liệu rằng là nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là khi R bình phương càng cao thì có vẻ là càng tốt, nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng là khi mà R bình phương mà cao thì có nghĩa là cái tình huống ở đây là cái số biến của cái mô hình của mình nó đang có thể là rất là nhiều, thì cái mô hình của mình lúc đấy có thể được hiểu đang khá là phức tạp. Và như vậy thì và ngoài ra thì nó còn ảnh có nhiều các cái khi mà cái số biến của mô hình nó tăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số bậc tự do của các cái đại lượng là ESS, RSS hay là cái TSS. Chính vì vậy mà người ta sẽ phải đưa ra một cái hệ số xác định điều chỉnh. Đấy, điều chỉnh ở đây dựa trên cái việc là mình phạt vào cái phần cái điều chỉnh dựa trên cái số bậc tự do của các cái đại lượng là ESS và TSS. Thì chúng ta sẽ có cái khái niệm về cái hệ số xác định điều chỉnh là R ngang bình phương. Thì cái R ngang bình phương này thì sẽ được tính ở đây là chúng ta thấy là có cái sự điều chỉnh về cái dựa trên cái số bậc tự do của các cái đại lượng ESS và TSS này. Đấy, và chúng ta thì cái như chúng ta biết rằng là cái ESS thì cái số bậc tự do của nó là K-1 và TSS là N-1.
thì khi mà cái số biến của mô hình nó tăng lên thì cái số bậc tự do nó lại giảm đi. Thế nên là cái hệ số điều chỉnh của mình ở đây thì sẽ được điều chỉnh dựa trên cái số bậc tự do của mô hình. Thì cái hệ số xác định ở đây thì nó có một số các cái tính chất như sau. Thì khi mà mình đưa thêm biến mới vào ấy, thì chúng ta như cái nhận xét lúc trước thì cái R bình phương của mình thì nó luôn tăng. Nhưng mà cái R ngang thì mình cũng không thể khẳng định là cái số biến thêm mới vào thì cái này giảm đi, nó cũng có thể giảm. Nhưng nó có một cái đặc tính rất là quan trọng, đặc điểm rất là quan trọng, đấy là cái hệ số xác định này là nó nhỏ hơn cái R bình phương của mình. Tức là khi tăng biến độc lập lên thì cái R bình phương của mình có tăng, nhưng một cái mức độ tăng của nó là đã được điều chỉnh. Tại vì mình đã điều chỉnh theo cái số bậc tự do rồi, thế nên cái mức độ tăng của nó là hoàn toàn thấp hơn so với lại cái thằng R bình. Và một cái tính chất nữa là cái R ngang bình phương thì có thể là nhận giá trị âm. Thế thì riêng về cái hai cái hệ số xác định R ngang và R bình phương thì thực ra là đôi khi thì khi mà mình ước lượng một cái mô hình thì rất là nhiều khi là mình cứ hay quan tâm đến việc là cái R bình phương hay là cái R ngang bình phương của mình nó có cao hay không. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là như mình đã nói lúc trước thì cái R bình phương hay R ngang bình phương ấy thì nó chỉ đơn thuần là nó phản ánh cái sự phù hợp của mô hình với cái dữ liệu mà mình đang dùng để ước lượng thôi. Đấy. Thì chứ còn nó không thể hiện được là cái mô hình của mình có thực sự tốt hay không. Cái việc thực sự tốt hay không ấy, nó chính là thể hiện thông qua chất lượng của các cái ước lượng, các cái hệ số hồi quy của mình nó như thế nào. Đấy, thế nên là trong một số trường hợp thì có thể khi mà mình nhìn thấy R bình phương cao thì điều đấy cũng chưa chắc là cái mô hình của mình nó thực sự tốt. Và ngược lại, thì đấy là một số các cái chú ý về cái hệ số xác định R bình phương hay là hệ số xác định điều chỉnh R ngang bình phương. Đấy, thì ở đây mình cũng đưa ra một số các cái nhận định cho hai cái hệ số xác định này. Tiếp theo nữa thì để một trong để đánh giá cái sự phù hợp mô hình thì mình thêm một số các cái kiểm định về đánh giá xem là các cái biến độc lập mà mình đưa vào trong mô hình nó có thực sự là tác động lên cái biến phụ thuộc y hay không. Thì mình có những thứ nhất là mình có các cái kiểm định riêng cho từng cái hệ số hồi quy đó. Là đầu tiên là giả thiết H0 là cái beta G bằng 0. Beta G bằng 0 thì điều đấy có nghĩa là cái biến XG của mình nó không hề có một cái tác động gì lên cái biến phụ thuộc y cả. Đấy, và cái biến đối thiết của mình ở đây là cái beta G là khác không, tức là cái biến độc lập XG này nó có cái tác động lên cái biến phụ thuộc y. Thì để kiểm định cái cặp giả thuyết này thì chúng ta sẽ dựa trên cái tiêu chuẩn kiểm định đang có ở đây. Đấy, thì khi mà cái với một cái mức ý nghĩa alpha cho trước thì cái giá trị của cái T này khi tính theo cái mẫu quan sát mà mình đang có nó lớn hơn cái giá trị tới hạn của cái phân phối student ở trực K bằng tự do. Cái mức alpha trên 2 ở đây thì mình sẽ bác bỏ H0. Hoặc là ví dụ như là nếu như chúng ta đánh giá theo cái p-value thì chúng ta nhìn thấy rằng là ví dụ như là cái p-value đấy của chúng ta mà nó nhỏ hơn 0 thông thường thì là dùng nhỏ hơn 0.05. Đấy, thì mình sẽ bác bỏ cái giả thiết H0. Cái kiểm định thứ hai nữa dùng đến để đánh giá cái sự phù hợp của mô hình, đấy là cái kiểm định là tất cả các cái hệ số hồi quy ở đây là bằng không, có nghĩa rằng là tất cả các cái biến độc lập này là không hề có một cái tác động ảnh hưởng gì lên cái biến phụ thuộc y của mình cả. Thì mình sẽ có cái giả thiết H0 ở đây là B2 bằng beta2 bằng beta3 bằng beta k và bằng không. Và đối thiết thì có nghĩa là sẽ tồn tại một trong những cái hệ số này là khác không. Thì ở đây thì thực ra là những cái này thì nó có những cái tiêu chuẩn kiểm định mà người ta đã xây dựng sẵn rồi. Mình sẽ dựa vào những cái tiêu chuẩn kiểm định này để mình ra kết luận cho cái cặp giả thuyết mình đang có ở đây. Đối với lại cái mô hình hồi quy bội thì ngoài các cái kiểm định và các cái chỉ số ví dụ như là
bình phương hay R bình phương thì người ta còn đưa thêm một cái chỉ số đánh giá là AIC, tức là AKK đấy ạ. Thì cái chỉ số AKK này thì như mình đọc thì nó được xây dựng là dựa trên cái việc xây dựng cái khoảng cách Q Q back labor, mình đọc trong một cái tài liệu. Cái khoảng cách đấy là nhằm mục đích là người ta đo cái khoảng cách giữa cái mô hình thật với lại cái mô hình ước lượng. Thì cái chỉ số AIC của mình là sẽ được xây dựng để trao cho là cái khoảng cách đấy càng nhỏ thì càng tốt. Thế thì cái AIC ở đây là đang được xác định, cái công thức tổng quát để xác định AIC ở đây là bằng trừ 2 log NP của L cộng với 2K. Trong đó thì cái log NP L ở đây là cái giá trị cực đại của cái hàm hợp lý của mình. Thế thì trong đối với lại cái mô hình hồi quy bội thì cái hàm hợp giá trị cực đại của cái log NP của hàm hợp lý của mình ấy, thì lúc trước là chúng ta đã trình bày về cái phương pháp hợp lý cực đại, thì mình chỉ việc thay các cái ước lượng mà mình thu được từ mô hình rồi mình thay vào cái thằng log NPL này thôi, thì mình sẽ thu được cái giá trị cực đại của nó, chính là theo cái công thức 2. Cái công thức 2 này là mình chỉ đang áp dụng cho cái và để tính cái AIC là cho cái mô hình hồi quy bội. Thế còn ví dụ sang cái mô hình hồi quy khác thì cái log NPL lúc đấy đạt cực đại thì nó lại có thể là khác đi. Thì cái AIC ở đây thì có một cái cách giải thích khác nữa là cái AIC thì thực ra là theo cái công thức đúng như là mình đọc trong tài liệu thì mình thấy rằng là nó được là viết là bằng 2 log NPL trừ đi 2K. 2 log tức là ở đây là ý là cái log NPL tức là cái phần hợp lý. Đấy, thì còn cái 2K tức là mình phạt đi cho cái phần số biến của mô hình. Đấy. Thì người ta lấy ngược thì cái AIC trong tình huống mà khi mà mình lấy đổi lại là thành 2 log NPL trừ đi 2K thì cái AIC đấy càng lớn thì càng tốt. Thế nhưng mà khi mình lấy ngược dấu trở lại thì ở đây thì cái AIC, cái mô hình mà có AIC thấp hơn thì được coi là cái mô hình tốt hơn. Vì trong cái phần mềm A thì mình biết là có một cái hàm gọi là cái hàm step ở trong cái gói step là nó dùng để tìm cái mô hình tối ưu theo cái chỉ số AIC, tức là khi mình chạy cái hàm này ra thì nó sẽ đưa ra một loạt các cái lựa chọn về mô hình của mình với các cái chỉ số AIC tương ứng. Đấy, và mình sẽ nhìn vào đấy thì mình xem là cái mô hình nào có cái chỉ số AIC nhỏ nhất thì mình sẽ lấy mô hình với các cái biến tương ứng. Cái chỉ số tiếp theo nữa là cái chỉ số BIC. BIC bias là cái chỉ số mà nó được xây dựng dựa trên cái phương pháp Bayes. Là với cái cơ sở ở đây là cái người ta sẽ tính cái xác suất hậu nghiệm của các cái mô hình đang được lựa chọn. Thì cái mô hình nào mà có cái xác suất hậu nghiệm mà lớn thì cái mô hình đấy rõ ràng là tốt hơn. Thế thì cái chỉ số BIC thì nó lại được được xác định là bằng trừ 2L trừ 2 log NPL cộng với lại K log NPN, trong đó K ở đây chính là cái số biến của mô hình đấy ạ. N là cái kích thước mẫu quan sát. Thế thì cái log NPL ở đây thì cũng vẫn được hiểu là cái giá trị cực đại của cái hàm hợp lý của mình. Xin lỗi, giá trị cực đại của cái log NP của cái hàm hợp lý. Đấy, thì mình sẽ xác định được cái công thức của log NPL cũng giống như bên của AIC. Thế thì ở đây thì ví dụ như là như mình giải thích cái AIC vừa rồi thì ví dụ như cái BIC ở đây khi mà mình đổi ngược lại dấu thì nó chính là bằng 2 log NPL trừ đi K log NPN. Thì tức là mình cũng lấy là cái phần cực đại của cái hàm hợp lý. Đấy, cái phần cực đại của hàm hợp lý. Xong đó thì mình trừ đi cái phần phạt về cái số biến của mô hình. Đấy. Thì khi mà cái K nó càng lớn thì cái phần phạt của mình nó sẽ càng cao. Đấy. Thì nếu như mà mình lấy BIC theo cái chiều giống ngược lại thì BIC đấy là càng cao thì càng tốt, nhưng mà hiện tại BIC ở đây là đang lấy giống lấy đối của cái hiệu đấy, thế nên là ở đây thì cái mô hình mà có BIC thấp hơn thì sẽ được xem là cái mô hình tốt hơn. Thế thì trong A nó cũng lại có một cái gói à có xin lỗi có một cái hàm gọi là hàm BMA trong cái packet BMA để tìm cái mô hình tối ưu theo cái chỉ số BIC.
Tức là ví dụ như là mình đưa cái mô hình của mình với các cái biến mà mình đang định đưa vào mô hình, và sau đó thì chạy cái hàm này thì mình cũng sẽ, người ta cũng sẽ đưa ra các cái mô hình đấy, với các cái kết quả tương ứng về BIC và cả cái xác suất hậu nghiệm đấy, và mình dựa vào đó để mình có thể chọn cái mô hình nào là mô hình phù hợp nhất. Thì đấy là về chỉ số AIC và chỉ số BIC. Một cái nội dung tiếp theo nữa liên quan đến mô hình ở đây chính là cái phần phân tích hồi quy và dự báo. Thì khi mà mình đã ước lượng được các cái hệ số hồi quy của mô hình rồi thì mình sẽ đưa ra các cái dự báo cho các cái giá trị khi mà mình có cái giá trị đầu vào cho các cái biến độc lập. Đấy, ví dụ chẳng hạn ở đây là mình đang có là cái giá trị đầu vào của mình ở đây là x0, là các cái biến độc lập của mình đang nhận các cái giá trị tương ứng là x20, x30 và đến xk0. Đấy. Thì bây giờ từ cái mô hình này thì mình sẽ tiến hành dự báo hai cái giá trị. Thứ nhất là giá trị trung bình của cái biến phụ thuộc y này với các cái biến đầu vào của các cái biến độc lập là như này, và thứ hai nữa là dự báo cái giá trị cụ thể, tức là giá trị của y đấy, y không sẽ là bao nhiêu. Thì trước hết là về dự báo cái giá trị trung bình. Thì như chúng ta đã biết rằng là từ cái mô hình của mình thì chúng ta thấy rằng là do là cái sai số ngẫu nhiên của mình là nó có cái trung bình bằng không, thế nên là chúng ta biết được rằng là khi mà mình tính cái giá trị tiên lượng y không mũ theo cái kết quả từ các cái hệ số mà mình ước lượng được từ mô hình và thay đi ứng với lại các cái giá trị đầu vào của cái biến độc lập thì mình sẽ ra được cái ước lượng điểm của cái giá trị trung bình của cái biến tương lượng này. Xin lỗi, của cái biến phụ thuộc. Thứ hai nữa là để đưa ra cái khoảng ước lượng cho cái giá trị trung bình này thì chúng ta sẽ dựa vào một cái thống kê, ở đây là cái y không mũ trừ đi cái kỳ vọng này chia cho cái sai số chuẩn, thì cái này nó có phân phối student n trừ k bậc tự do. Thì ở đây là từ cái phân từ cái t có cái phân phối student n trừ k bậc tự do này thì mình có thể đưa ra được các cái khoảng ước lượng cho cái giá trị trung bình ở đây tương ứng như này. Thì ở đây là mình cũng có lưu ý về cái cách để mình xác định cái sai số chuẩn như thế nào. Thì cái sai số chuẩn này là đến từ căn bậc 2 của cái ước lượng của cái phương sai của y không mũ. Thì cái phương sai của y không mũ thì nó được xác định tương ứng ở đây. Đấy, thế nên là mình sẽ có cái sai số chuẩn là bằng căn bậc 2 của cái ước lượng của cái phương sai của y không mũ. Tiếp theo nữa là từ cái mô hình hồi quy thì mình cũng có thể đưa ra cái ước lượng cho, tức là khi mà mình có các cái giá trị đầu vào như này thì cái biến phụ thuộc y của mình nó cái nhận giá trị cụ thể là như thế nào, thì mình sẽ có cái giá trị cá biệt, gọi là giá trị cá biệt y không, tức là ứng với lại các cái giá trị độc lập của mình đang nhận các cái giá trị tương ứng là từ x20 cho đến xk0, thì cái y không mũ của mình được xác định tương ứng ở đây theo các cái hệ số hồi quy mà mình đã ước lượng được. Và để đưa ra cái khoảng ước lượng cho cái giá trị cá biệt này thì chúng ta sẽ dựa vào cái thống kê là y không mũ trừ đi không chia cho cái này là đang có cái phân phối student n trừ k bậc tự do. Thế thì ở đây thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ đưa ra được các cái khoảng ước lượng cho cái y không của mình. Thì ở đây có một cái chú ý là chúng ta nhìn thấy là cái khoảng ước lượng cho cái giá trị cá biệt này với cái khoảng ước lượng cho giá trị trung bình. Đấy. Thì cái bên này
chúng ta nhìn thấy là nó chỉ khác nhau ở cái phần sai số chuẩn ở đây thôi. Đấy, thì cái phần bên này thì chỉ là sai số chuẩn của cái thằng y không mũ, thế còn cái bên này thì nó là cái sai số chuẩn của y không mũ trừ y không. Đấy, thì cái sai số chuẩn này thì chúng ta thấy rằng là nó đến từ cái việc là ước lượng cái phương sai. Thì cái phương sai ở đây chúng ta thấy là nó là cái phương sai của y không nhưng cộng thêm với cái phần sigma bình phương nữa. Thì như vậy rõ ràng rằng là cái khoảng ước lượng bên này là nó sẽ rộng hơn so với lại cái, tại vì chúng ta thấy là cái sai số chuẩn của y không mũ trừ đi y không ở đây là đang lớn hơn so với lại cái sai số chuẩn của y không. Bên này chúng ta chỉ trừ đi cái phần này thôi. Đấy, thì rõ ràng là cái khoảng ước lượng bên này là nó sẽ bị rộng hơn. Thì đấy là về cái nội dung về dự báo các cái giá trị trung bình và giá trị cá biệt. Thì trong cái nội dung của cái phần mô hình hồi quy thì mình đã trình bày các cái nội dung tương ứng như vậy. Bây giờ là không biết là các thầy cô và các anh chị không biết là có câu hỏi gì không ạ? Câu hỏi hay thắc mắc gì không? Trước khi là chúng ta chuyển sang cái phần chắc là có nghỉ giải lao một chút và chuyển sang cái phần thực hành A. Cảm ơn Thanh Nga. Vậy là chúng ta đã đi qua cái phần liên quan đến lý thuyết của phân tích hồi quy tuyến tính. Trước khi chúng ta nghỉ giải lao thì sau đây thì xin trân trọng kính mời tiến sĩ Trịnh Thị Hường, chúng ta sẽ có một chút chia sẻ về cái chuỗi phân tích hồi quy, về các cái mô hình hồi quy. Thì sau đây thì tiến sĩ sẽ có được cái giới thiệu tổng quan về cái mối quan hệ của cái bài trình bày này và một số cái bài trình bày trong cái chuỗi seminar tiếp theo của chúng ta. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Trịnh Thị Hường. Thanh Nga tắt chia sẻ của mình rồi. Vâng ạ. Thế thì trước khi sang phần giải lao thì cho Hường đại diện trong ban chuyên môn sẽ giới thiệu một chút về cái định hướng của các cái chuỗi buổi seminar tiếp theo. Tại sao lại cần giới thiệu cho các thầy cô buổi về hồi quy bộn hôm nay? Thế thì về cái mặt chuyên môn ấy, thì nhóm thống kê ứng dụng là ngoài các cái buổi mà được cái topic mà nó không thuộc cái chuỗi nào mà thì định hướng tháng 9 và tháng 10 chúng ta sẽ đi qua những cái chủ đề về các mô hình hồi quy như sau. Thứ nhất, hôm nay Thanh Nga sẽ báo cáo về cái mô hình hồi quy bộn. Ở đây tạm gọi là cái mô hình hồi quy 2.1 đấy ạ. Thì như trong bài trình bày các đại biểu đã thấy là chúng ta sẽ có được cái dưới các cái giả thiết của mô hình hồi quy 2.1 thì chúng ta sẽ có cái kỳ vọng của cái y cho trước cái biến đa các cái biến x thì là tuân theo phân phối chuẩn với cái trung bình và cái phương sai như công thức ở trên. Thế thì với cái điều kiện như thế thì ở đây chúng ta sẽ luôn luôn có là cái trung bình, cái kỳ vọng của y để tuân theo phân phối chuẩn. Tuy nhiên thì các cái số liệu chúng ta, các cái vấn đề nghiên cứu về thống kê hay số liệu thực tế thì không phải luôn luôn là nó tuân theo cái điều kiện như thế. Nên là sau cái mô hình hồi quy bội thì sẽ tiếp tục có bài báo cáo của tiến sĩ Thế ở bên Đại học Kinh tế Quốc dân. Sẽ tiếp theo cái chuỗi này là sẽ nói về cái mô hình 3.1. Đối với mô hình 3.1 thì cái mở rộng ở đây là chúng ta vẫn có cái phần bên vế phải của mô hình là hoàn toàn giống cái mô hình 2.1. Tuy nhiên là bên vế trái thì ở đây thay vì cái điều kiện, cái kỳ vọng y thì chúng ta sẽ ước lượng cái mô hình mà có một cái hàm g nhân với mu y, trong đó mu y vẫn là kỳ vọng của biến y, nhưng ở đây y được giả thiết là tuân theo các phân họ phân phối mũ, trong đấy thì bao gồm cả phân phối chuẩn này, phân phối binomial tức là để dùng logistic regression đấy, rồi các phân phối khác gamma, tất cả các loại phân phối. Và thêm một điều nữa là cái hàm G ở đây là được gọi là hàm liên kết. Tức là thông thường khi mô hình 2.1 mà với một số cái chủ đề, một số cái biến liên tục thì cái thao tác bình thường mà mọi người nghiên ước lượng mô hình là hay dùng cái log y. Ví dụ như thế cho hàm log vào. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì cho hàm log như thế về mặt kỳ vọng thì nó sẽ gây ra một sai số nhất định. Nên là thay vì mình cho hàm log y thì đây mình cho hàm G bên ngoài kỳ vọng. Yeah, thì về mặt toán nó sẽ chính xác hơn. Thì cái phần đấy thì trong phần mô hình GLM sẽ tiếp tục được giới thiệu.
Sang cái phần tiếp theo là tiếp theo cái mô hình tuyến GLM, mô hình cộng tính tổng quát ấy, thì các đại biểu thấy là cái mô hình 2.1 và 2.3.1 thì mình đều giả thiết là tất cả các biến đều tác động tuyến tính đến biến y. Đúng không? Tuyến tính ở đây hiểu là chúng ta thấy là mỗi một biến x, ví dụ x2 chẳng hạn, thì nó tác động thông qua cái hệ số là beta 2 và ước lượng là được beta 2 mũ, tức là cái phần tác động của nó là cố định. Cố định khi các yếu tố khác không thay đổi. Tuy nhiên thì cái việc đấy, cái vấn đề mà giả thiết như thế thì trong các vấn đề nghiên cứu thực tế hay trong mô hình thì nó sẽ không phản ánh đúng cái mối liên hệ thực tế của vấn đề cần nghiên cứu. Ví dụ như là cái nghiên cứu của cái chủ đề luận án của Hường là nghiên cứu về ảnh hưởng của thu nhập đến tiêu thụ thực phẩm, đúng không ạ? Khi còn nghèo đói thì ta ăn đủ no để ăn cho tăng thực phẩm, có thêm tiền tăng thực phẩm, nhưng mà khi chúng ta đã đến một giai đoạn nhất định rồi thì bây giờ là phải ăn ngon mặc đẹp chứ không phải ăn no mặc ấm nữa, đúng không ạ? Nên là chúng ta cần cái tính phi tuyến của tác động. Nên chính vì thế chúng ta sẽ đến được cái mô hình gọi là mô hình GAM, GAM, viết tắt là của chữ Generalized Additive Model, và dịch cái tiếng Việt gọi là mô hình cộng tính tổng quát. Thế cái mô hình 4.1 ở đây này thì nó sẽ có cái, các đại biểu thấy là cái phần bên phía trái của mô hình nó hoàn toàn giống mô hình cộng tính tổng quát, tức là vẫn có G của nguy y. Tức là chúng ta vẫn có được cái giả thiết phân phối khác nhau cho biến y. Ngoài ra thì ở cái phần bên phía phải mô hình thì phần tác động sẽ được chia làm hai phần. Một phần, phần AI delta vẫn là phần tác động tuyến tính, tức là các hệ số vẫn được ước lượng bằng một cái hệ số beta giống như ở bên mô hình 2.1, 3.1. Tuy nhiên thì thêm các hàm F là các cái hàm trơn, đúng không ạ? Để đảm bảo là để xác định cái tính phi tuyến, đúng không? Tác động phi tuyến hay là phi tham số của một cái yếu tố nào đó lên biến y. Thì là trong nội dung trong tiết tháng 9 và tháng 10 đấy, xin lỗi, tháng 9 và tháng 10 đấy, thì là cái chuỗi ba cái mô hình từ 2.1 đến 4.1 sẽ dần dần được giới thiệu cho các đại biểu. Thì cái bài hôm nay thực ra là một bài rất là quan trọng. Thì chúng ta biết được những khái niệm cơ bản nhất, và khi mà các đại biểu nắm vững được cái mô hình 2.1 rồi thì chúng ta mở rộng lên 3.1 hay 4.1 là một mở rộng rất là tự nhiên, cả vấn đề thống kê hay là cả vấn đề nghiên cứu. Đó, thì đấy là Hường xin phép giới thiệu về cái nội dung của cái phần các cái buổi tiếp theo buổi hôm nay và cũng như phần liên kết với các buổi tiếp theo. Xin cảm ơn các đại biểu. Và bây giờ thì xin mời thầy Cương điều hành tiếp ạ. Cảm ơn chị Hường. Sau đây thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trước cái phần hướng dẫn thực hành. Tuy nhiên là bây giờ như thông lệ, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có một cái màn chụp ảnh tập thể. Xin mời cái file A Markdown mà đã được gửi cho các thầy cô và cả cái file về cái data cho cái buổi thực hành về cái mô hình hồ kim bội này, thì trước hết là các thầy cô ở trong cái phần lệnh set working directory thì các thầy cô thay lại cái phần thay cái chỗ đường dẫn này bằng cái phần đường dẫn mà có chứa cái dữ liệu của các thầy cô ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng đến một số các cái gói ở đây thì đã được giải thích rồi. Ở phần này các thầy cô làm được rồi chị ạ. Thì mình cứ nói nha, nếu mà có câu hỏi gì thì các thầy cô cứ đặt câu hỏi ạ. Thế thì cái phần dữ liệu ở đây thì cái dữ liệu của mình là cái file marketing.csv. Thì cái dữ liệu của mình thì đang có 4 cái biến là cái biến YouTube, Facebook và newspaper và cái biến sale. Đấy. Cái trong đó thì ba cái biến YouTube, Facebook và newspaper là cái số tiền mà chi cho quảng cáo của một cái cửa hàng, và cái sale là cái biến doanh thu. Đấy, và cái dữ liệu của mình thì có hai trong quan sát, thì chúng ta có thể lấy cái phần dữ liệu và chạy để xem một số các cái thông tin. Đấy, thì ở đây là chúng ta đã có 4 cái biến, đây là 6 cái giá trị quan sát đầu tiên. Thế còn cái cấu trúc của dữ liệu của mình thì ở đây là
các cái biến của mình là đều nhận các cái giá trị là số. Ta có tổng thể là 200 quan sát. Thì cái phần này chắc là các thầy cô cũng đã chạy được rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên là mình thực hiện cái phân tích tương quan. Cái phân tích tương quan thì ở đây là chúng ta chỉ chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ thực hiện cái phân tích tương quan giữa hai biến với nhau thôi. Đấy, thì chúng ta có cái lệnh đầu tiên là cái lệnh mà mình chia cái màn hình của mình thành 3 phần đấy ạ. Đấy, và chúng ta sẽ vẽ các cái đồ thị tương quan giữa cái biến đầu tiên là giữa biến YouTube và biến sale ạ. Thứ hai nữa là biến giữa biến Facebook và biến sale, và thứ ba nữa là cái biến paper và biến sale, thì chúng ta sẽ có được cái đồ thị tương quan như sau. Đấy, thì nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là giữa biến YouTube với biến sale và biến Facebook với biến sale thì rõ ràng là có cái mối tương quan với nhau đúng không ạ? Thế còn cái newspaper với sale thì có vẻ như là không có cái tương quan gì với nhau cả. Tiếp theo nữa thì để tính được các cái hệ số tương quan thì chúng ta có các cái lệnh như sau. Thì ở đây có cái lệnh là call thì chúng ta sẽ đưa cái chỗ này là chúng ta sẽ đưa toàn bộ cái dữ liệu của mình. Cái marketing ở đây là cái biến mà chỉ toàn bộ cái dữ liệu của mình ạ. Cái marketing là cái lệnh read CSV vào đấy ạ. Thì ở đây thì với cái lệnh call này thì chúng ta đưa toàn bộ dữ liệu, và ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ tính cái hệ số tương quan này theo cái hệ số tương quan Pearson thì mình sẽ đặt cái method là Pearson. Thế còn ví dụ như là rồi đấy, thì ở đây ví dụ như là khi mà chúng ta chạy cái lệnh này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ ra được các cái hệ số tương quan cho các cái biến của mình, ví dụ như là YouTube với cả Facebook ở đây thì là 0,084 này, vân vân. Đấy, thì ở đây nhìn chúng ta sẽ biết được, và cái hệ số tương quan này là tính ở dạng hệ số tương quan Pearson. Thế còn ví dụ như là chúng ta chỉ muốn tính đơn thuần cho hai biến nào đấy thôi thì mình sẽ dùng là ví dụ như mình đang muốn tính hệ số tương quan giữa Facebook với sale chẳng hạn, thì mình sẽ dùng call cái marketing lấy cái biến Facebook và cái marketing lấy cái biến sale, thì mình có thể tính được cái hệ số tương quan giữa chỉ riêng hai cái biến này thôi. Chẳng hạn như ở đây là hai cái biến này là đang có tương quan rất là cao, là cái hệ số tương quan của nó là bằng 0,903. Tiếp theo nữa là ví dụ như là để tính cái hệ số tương quan Spearman thì chúng ta cũng vẫn dùng cái hàm call, nhưng chỉ có điều bây giờ là chúng ta sẽ thay cái method ở đây, tức là chúng ta sẽ bằng method của mình là bằng Spearman. Đấy. Thì ở đây là chúng ta sẽ tính ra được các cái hệ số tương quan theo cái phương pháp Spearman. Đấy. Thế còn ví dụ như là mình muốn tính cho hai biến đơn lẻ thôi thì mình cũng vẫn làm như bên trên, thì mình sẽ lấy call marketing YouTube với cả marketing sale. Sau đó thì mình dùng cái method ở đây là Spearman thì mình sẽ ra được cái hệ số tương quan Spearman ở đây là 0,442. Tương tự cho cái hệ số candle thì mình cũng làm như vậy. Đấy, ví dụ như mình muốn tính cho toàn bộ và cái hệ số tương quan cho toàn bộ các cái biến của mình thì mình vẫn dùng cái lệnh call và cái marketing, tức là cái data của mình, và cái method ở đây thì là bằng candle. Đấy, còn ví dụ như mình muốn tính riêng cho hai biến thì mình cũng làm tương tự. Đấy, thì đấy là cái cách mình tính các cái hệ số tương quan cho các cái biến trong cái dữ liệu của mình. Thế còn mình muốn thực hiện các cái kiểm định thì mình có thể làm các cái lệnh, thực hành trên các cái lệnh như sau. Các cái kiểm định ở đây thì cũng mình cũng có thể sử dụng theo ba cái phương pháp là Pearson, Spearman và Candle. Thế thì kiểm định thì mình có cái giả thiết H0 của mình là hai cái biến đấy của mình là không có tương quan. Đấy, và cái H1 của mình là có tương quan. Và cái hàm ở đây là mình sẽ dùng hàm call test. Đấy, thì ví dụ như ở đây là mình đang xét cái tương quan giữa hai cái biến YouTube với cả biến sale chẳng hạn. Đấy.
Nếu như mà mình không viết gì cả thì nó sẽ mặc định là cái phương pháp cái này là mình sẽ kiểm định theo cái số tương quan Pearson. Đấy thì các bạn thấy ở đây là mình dùng cái hệ số tương quan dạng Pearson. Đấy thì mình thấy là cái p value của mình nó đang rất là nhỏ, đúng chưa? Thế thì như vậy là mình bác bỏ cái giả thiết H0, như vậy có nghĩa là hai cái biến YouTube với cả cái biến marketing sale của mình ở đây là có tương quan. Đấy, vẫn tương tự cho các cái kết quả còn lại. Thì đấy là cái cách mà mình có thể, cái lệnh mà mình có thể dùng để kiểm định cái tương quan giữa hai biến với nhau. Ngoài ra thì trong phân tích tương quan thì các bạn nhiều biến thì mình có thể thực hiện cái vẽ các cái biểu đồ, xin lỗi, vẽ các cái đồ thị phân tích tương quan. Đấy, chẳng hạn như ở đây là chúng ta có thể vẽ cái hàm, dùng cái hàm coplot trong cái gói coplot. Thì ở đây ví dụ như là chúng ta đấy, nhìn đây thì ở đây người ta đã vẽ cho mình cái tương quan, cái đồ thị tương quan giữa các cái biến. Thì ví dụ như là đậm, màu đậm có nghĩa là cái tương quan nó rất là mạnh, cái xong nó giảm dần theo chúng ta nhìn ở cái thang đo ở phía bên ngoài ở đây. Tương quan cùng chiều hay là tương quan ngược chiều thì nó theo cái màu ở đây. Thì chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy là ví dụ như là giữa biến YouTube với biến sale thì cái tương quan nó cũng khá là cao. Đấy, cái màu ở đây là màu xanh cũng đậm. Đấy, hoặc là ví dụ như là giữa cái biến paper với cả cái biến sale thì coi như là không có tương quan, thì không có tương quan. Đấy, thì mình có thể quan sát cái mức độ tương quan theo cái dạng đồ thị như thế này. Hoặc là ví dụ như là mình có thể sử dụng cái biểu đồ, cái lệnh, cái hàm pair panel ở trong cái gói psi. Đấy, để cũng để cái biểu đồ tương quan này thì ngoài cái việc là họ tính các cái, nó hiển thị sẵn các cái hệ số tương quan tính cho mình, nó còn vẽ cho mình được các cái biểu đồ histogram của cái dữ liệu của mình nữa. Đấy, ví dụ như nhìn vào đây thì mình có thể thấy rằng là, vâng, alo, có ai đang raise hand đấy ạ? À, vâng, cô giáo cho hỏi là các cái gói lệnh này thì là mình đang kiểm tra cái tương quan thì là rất là rõ rồi. Thế nhưng mà liệu có cái gói lệnh nào mà kiểm tra cái gọi là causality giữa hai cái biến không? Bởi vì là rõ ràng là cái sale với cả cái Facebook chẳng hạn, thì rõ ràng là mình quảng cáo nhiều trên Facebook hay là newspaper thì làm tăng sale thì rõ rồi. Thế nhưng mà nhiều khi lại vì cái tăng sale lên nên là nó lại làm cho chi phí quảng cáo trên Facebook hoặc là trên newspaper nó tăng lên, là cái causality giữa hai biến ấy, thì mình có gói lệnh nào kiểm tra cái tính nội sinh đấy không? Cái đấy thì mình lại không rõ lắm, không biết là cô Hường có biết cái này không nhỉ? Có à, đây ạ, chị Bình sẽ trả lời ạ. Thì nếu mà mọi người muốn kiểm tra causality thì ở trong kinh tế thì mình hay có cái nó gọi là Ganser-Cole test. Thì cái Ganser-Cole test thì nó cũng là một cái lệnh, mình cũng đánh đúng cái lệnh là Ganser-Cole test ở trong A không? Ganser. Thôi để mình Ganser để tí nữa mình put nó ở trong chat là được nhá. Vâng, cảm ơn cô giáo. Thế còn cái mô hình mà kiểm tra tính nội sinh này thì là một mảng khác liên quan đến hồi quy với biến công cụ chẳng hạn, thì cái phần đấy sẽ được giới thiệu các cái buổi sau, đúng không ạ? Sẽ thiết dần dần ạ. Vâng, cảm ơn cô giáo. Thế thì ở đây thì trong cái đồ thị tương quan này thì chúng ta thấy là mình vừa nhìn được, thấy được cái mối tương quan giữa các cái hệ số tương quan giữa các cái biến, mà mình còn xem được cái dạng dữ liệu của mình nó có cái dạng phân phối gì. Đấy, ví dụ như chúng ta nhìn thấy ở đây cái thằng YouTube với cái thằng Facebook với cái thằng sale thì có vẻ như là dữ liệu của nó là chuẩn, thế còn newspaper thì không chuẩn. Thì đấy là một số các cái
các cái hàm mà chúng ta có thể quan sát được các cái tương quan giữa hai biến với nhau. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần thứ hai để thực hiện thế. À xin lỗi Phượng bật phần mình đi Phượng ơi, mình lại tưởng nhầm mình tắt mic. Vâng. Em hỏi chút cái chỗ mà chị quay lại cái biểu đồ tương quan đấy của em với ạ. Có một cái chị có thể chạy lại cái trang đấy được không ạ? Đây đây đúng không ạ? Vâng ạ. Cái trang mà có đấy cái biểu đồ tương quan đấy, cái test panels này đấy ạ. Những cái test panels marketing ạ. Đấy. Cái điểm các cái điểm scatter mà nó biểu thị ở đây ấy, có phải là nó thể hiện cái dữ liệu của mình có homogeneity, nhưng mà em không hiểu cái đấy lắm. Homogeneity ở đây là ý rằng là người ta tính cái residuals của hai cái biến tương quan này hay là như thế nào ạ? Thực ra là khi mà mình dùng cái biểu đồ này thì thực ra là mình cũng hiểu mỗi cái phần nửa trên phía bên nửa cái phía bên trên thôi. Còn cái phần bên dưới này thì hôm trước là mình cũng ngồi mình đọc, nhưng thực ra là mình cũng chưa hiểu những cái vòng tròn như này lắm. Thế nên là hôm nay cũng định là nếu mà có ai hỏi thì cũng không biết là có ai ở đây dùng A quen thì có thể là giải thích rõ hơn cái phần bên dưới là nó đang vẽ. Đây đây, đây đây Mai mà Thanh Nga, bên dưới nó chỉ là vẽ đồ thị điểm với điểm thôi mà. Ví dụ như là mọi người giả sử cái đồ thị... Ý là đang nói những cái đường màu đỏ với cái chấm đỏ ấy. À đấy, xong là rồi nó có mấy cái vòng tròn nữa ấy. Thì ở tuyến tính với nhau thì nó như thế nào? Nó fit từ tuyến tính. Tức là trong một cái đồ thị như thế này nhá, là cái điểm của mình là điểm x và điểm y tương ứng với x ở đây, và bây giờ người ta giả sử cái đường tuyến, nghĩa là người ta giả sử người ta fit đường tuyến tính giữa y bằng giữa một cái y với x thì nó vẽ cái đường tuyến tính như thế thôi. Ờ, vâng ạ. Thế nhưng mà không hiểu là những cái chấm đỏ này tức là với cả cái vòng tròn này thì nó là có nghĩa là như nào ấy nhỉ? Thực ra là cái nguyên lý như này nhá. Thế thì bây giờ mình bảo nha, mình sẽ không giải thích ở đây, nhưng mà mình hỏi một nguyên lý một người cách tìm nhá. Khi là đây là mà Nga đang Thanh Nga đang dùng cái hàm là hàm p.paraden đúng không? Thế thì bây giờ muốn tìm như thế thì bây giờ mình chỉ cần hỏi chấm cái hàm đó và đọc chi tiết phần hép, nó sẽ ghi rất rõ là từng cái đấy là cái gì. Đấy là nguyên lý tìm. Thế còn về cơ bản thì mình sẽ không nhớ tất cả mọi thứ khi mà dùng A. Tại vì nó rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ ví dụ muốn tìm chẳng hạn thì chỉ cần hỏi chấm trong cái màn hình công son ấy, đánh hỏi chấm cái hàm đó thì mình sẽ trình bày về cái phần hồi quy tuyến tính đa biến. Thì ở trong A thì cái hồi quy tuyến tính thì nó rất là đơn giản thôi, để ước lượng các cái tham số của mô hình. Thì ở đây mình đang dùng cái biến phụ thuộc là cái biến sale và các cái biến độc lập là các cái biến cho YouTube, quảng cáo trên YouTube, Facebook và newspaper. Thế thì bây giờ để ví dụ như mình muốn hồi quy cái biến sale của mình theo các cái biến còn lại thì trong A nó có một cái lệnh rất là đơn giản là mình chỉ việc đánh đặt tên cái mô hình của mình là mình đang đặt là model marketing, thì đang đặt bằng cái hàm là cái hàm LM này. Đấy, và chúng ta muốn ghi đầu tiên là mình sẽ ghi cái biến phụ thuộc của mình hồi quy theo các cái biến nào thì mình dùng cái dấu ngã, và bên này sẽ là các cái biến. Và cái dữ liệu mình dùng để ước lượng ở đây thì mình sẽ viết thêm cái phần là data của mình nó bằng cái dữ liệu gì. Khi mà thực hiện cái lệnh hồi quy như này thì mình sẽ ra được cái bảng kết quả hồi quy của mô hình như sau. Đấy, thì đầu tiên là cái kết quả về phần dư, ví dụ giá trị trung bình và các cái phân vị tương ứng. Đấy, còn về hệ số hồi quy thì chúng ta biết rồi, đây chính là các cái hệ số chặn này. Đấy, được các cái hệ số hồi quy cho các cái biến độc lập của mình. Đấy. Thế còn cái bên dự này là các cái p-value này chính là cho các cái kiểm định từng cái hệ số hồi quy này là bằng 0. Có bằng 0 hay không, thì khi mà cái giả thiết là H0 là PG bằng 0 và H1 chính là cái PG khác 0 đấy ạ. Tức là kiểm định xem là bản thân cái biến độc lập này nó có ảnh hưởng lên cái biến phụ thuộc đấy hay không. Thì chúng ta thấy là ba cái hai cái p-value của cái biến YouTube với cả cái biến Facebook của mình ở đây là đang đều là
rất là nhỏ. Như vậy có nghĩa là mình bác bỏ cái giả thiết là cái hệ như vậy là cái hệ số PG mà bằng không là mình sẽ bác bỏ đi. Đấy, tức là các hai cái biến này là thực sự là có ảnh hưởng lên cái sale. Thế còn riêng đối với cái biến newspaper thì chúng ta thấy là cái p value của nó là đang là 0.1. Như vậy có nghĩa là cái p value này là cao, như vậy có nghĩa là mình sẽ cái biến newspaper của mình rõ ràng là không có ý nghĩa thống kê, tức là nó không hề tác động gì lên cái biến sale cả. Tiếp theo nữa thì nhìn vào cái mô hình này thì nó còn một số các cái thông tin nữa. Ví dụ như là đây là cái độ lệch chuẩn của phần dư ạ. Đấy. Thứ hai nữa là mình sẽ có cái R bình phương của mình ở đây là 0.986 này. Đấy, thì còn R bình phương hiệu chỉnh của mình ở đây là tương ứng như này. Và cái một cái nữa là cái p-value này. Thì cái p-value này là biểu thị cho cái kiểm định giả thiết nào, thì đấy chính là kiểm định giả thiết đồng thời là tất cả các cái hệ số hồi quy của mình là bằng 0. Thì ở đây chúng ta thấy là cái p-value của mình là đang rất là nhỏ, như vậy có nghĩa là mình sẽ bác bỏ cái giả thiết H0, có nghĩa là rõ ràng là sẽ có cái biến của mình là có tác động lên cái biến sale. Thì đấy là một số các cái kết quả trong cái chạy ước lượng của mô hình của mình ra. Thì nhìn vào đây khi mà chạy như này thì rõ ràng là mình thấy là cái biến newspaper nó không có ý nghĩa thống kê, thế nên là chúng ta sẽ bước tiếp theo là mình sẽ bỏ cái biến đi, là chúng ta sẽ dùng cái model 2 marketing ạ. Chúng ta chỉ hồi quy cái biến sale theo cái biến YouTube và cái biến Facebook thôi. Đấy, thì lúc này chúng ta thấy là cái kết quả của mình nó khá là tốt, thì các cái biến của mình đều có ý nghĩa thống kê và cái số bậc tự do của mình, R bình phương của mình và cái R bình phương hiệu chỉnh của mình cũng khá là cao. Thế tiếp theo thì để xác định cái khoảng tin cậy cho các cái hệ số hồi quy thì mình có thể dùng cái hàm confin. Đấy, cái hàm confin này thì là mình sẽ bên trong của mình sẽ là toàn cái chính là cái mô hình của mình ạ. Cái model highlink của mình chính là cái tên của cái mô hình của mình ở đây. Thắt cái này đi ạ. Đây ạ. Đấy thì chính là cái mô hình đang có của mình. Đấy thì mình dùng cái lệnh confin này thì mình sẽ nếu như mà khi mà để mặc định như này thì mình hiểu là mình sẽ tìm các cái khoảng ước lượng cho các cái hệ số hồi quy là theo cái độ tin cậy 95%. Thế còn ví dụ khi mà mình muốn thay đổi cái độ tin cậy đi thì mình sẽ cho cái hàm level của mình bằng cái độ tin cậy tương ứng mà mình mong muốn. Đấy thì ở đây ví dụ như trong tình huống này, ví dụ tình huống đầu tiên là mình tìm cái khoản tin cậy với cái độ tin cậy là 95%, đấy thì mình sẽ ra được các cái khoảng tin cậy. Ví dụ thằng YouTube của mình là nằm từ đây cho đến cái này, đến 1.794 cho đến 1.945. Đấy, thế còn thằng Facebook thì nằm trong khoảng tương ứng ở đây. Còn cái trường hợp thứ hai là cái kết quả chạy khi mà mình dùng cái độ tin cậy của mình là 99%. Ví dụ chúng ta có thể thay đổi độ tin cậy tùy muốn. Cái bước thứ ba là bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái việc kiểm định cái mô hình của mình, tức là kiểm định các cái giả thuyết của mô hình hồi quy. Thì cái mô hình của mình thì ở đây mình sẽ thực hiện kiểm định những cái giả thuyết như này. Thứ nhất là kiểm định cái tính tuyến tính của dữ liệu. Thứ hai nữa là kiểm định xem là phần dư có phân phối chuẩn hay không, phần dư có trung bình bằng không hay không, và phương sai của phần dư là có không đổi hay không. Thì có hai cách để mình thực hiện những cái kiểm định này. Cái cách thứ nhất là mình có thể kiểm quan sát dựa trên cái đồ thị của phần dư. Thế thì cái đồ thị của phần dư thì làm thế nào để mình vẽ ra được? Thì cái lệnh pa này là mình hiểu là đây cũng chỉ có nghĩa là mình chia cái phần vẽ đồ thị của mình đấy, ra nó thành những cái ví dụ như 2, 2 ở đây, tức là mình chia làm 4 phần. Đấy, thế còn cái lệnh plot này, plot cái mô hình của mình, tức là mình sẽ ra được cái đồ thị của phần dư. Đấy thì người có thể quan sát ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ ra cái đồ thị của phần dư ở đây. Thế thì mỗi một cái đồ thị này nó có ý nghĩa như nào ấy, thì ở đây thì thực ra là mình đã giải thích rất là kỹ. Ví dụ như là cái đồ thị số 1 ở đây. Đấy, thì mình có thể thì dùng để thì có cái trục tung của mình chính là các cái giá trị phần dư này, còn trục hoành của mình chính là các cái giá trị tiên lượng của mình, tức là y mũ đấy ạ. Đấy thì cái khi mà cái đường màu đỏ này của mình
mà nó nằm ngang, thì tức là cái dữ liệu của mình là phù hợp với lại cái giả thuyết số 1, đấy là cái dữ liệu của tính tuyến tính. Và cái đường nằm ngang màu đỏ này, nếu như nó càng sát cái đường phần dư bằng 0 ở đây, thì có nghĩa là cái trung bình của phần dư của mình là bằng 0. Đấy. Cái đồ thị thứ hai là để phản ánh cái tính chuẩn của cái phần dư. Thì nếu như cái đường chấm chấm màu đen của mình ở đây ấy, mà nó nằm trên cái đường thẳng, ở đây là cái là fit, thì cái phần dư của mình nó sẽ có phân phối chuẩn. Đấy. Thế còn cái đồ thị thứ ba là giúp cho mình quan sát xem là cái sai số, cái phương sai của cái phần dư là có không đổi hay không. Đấy. Thì nếu như là cái đường nằm ngang này, cái đường màu đỏ này này mà nó nằm ngang, thì điều đấy có nghĩa rằng là cái phần dư của mình là có phương sai, sai số là không đổi. Thế còn cái đồ thị cuối cùng là chỉ quan sát các cái thể hiện những cái quan sát outlier thôi ạ. Thì ở đây là nếu các thầy cô nào mà muốn tìm hiểu kỹ thì mình có thể đọc thêm ở đây, mình đã giải thích rất là kỹ. Thế thì áp dụng vào đối với cái bài này thì chúng ta thấy rằng là với cái quan sát ở trên cái đầu tiên này, thì như vậy chúng ta thấy là chúng ta có thể cho rằng là cái phần dư của mình là có cái trung bình bằng 0, phân phối phần dư có phân phối chuẩn, phân sai không đổi. Đấy. Thì đấy là cách mình quan sát dựa trên các cái đồ thị của phần dư để mình kiểm định mô hình. Cách số 2 nữa mình có thể làm đấy là ở đây thì có hướng dẫn cái cách vẽ từng cái đồ thị đấy một. Ví dụ như mình dùng cái lệnh plot tên mô hình này xong phải một thì mình sẽ ra cái đồ thị đầu tiên. Đấy ạ. Thế còn ví dụ như mình muốn vẽ đồ thị thứ hai thì mình dùng cái plot cái mô tên mô hình của mình xong lại dùng cái số 2 đấy, thì mình được các cái đồ thị tương ứng á. Thế cái cách số 2 thì mình có thể thực hiện thẳng các cái kiểm định xem là cái có thỏa mãn các cái giả thuyết của mô hình hay không. Đấy, thì ví dụ như ở đây là mình đặt cái RE ở đây chính là cái phần dư của mô hình, cái lệnh RESIT, cái tên model ở đây tức là cho mình cái phần dư của mô hình. Đấy, thì bây giờ mình sẽ kiểm định các cái giả thuyết cho cái phần dư. Thì đầu tiên là cái giả định là cái phần dư có cái phân phối chuẩn hay không. Đấy, thì chúng ta có thể thực hiện cái kiểm định, mình dùng cái kiểm định Shapiro test. Đấy, tức là kiểm định tính chuẩn của dữ liệu. Đấy, thì mình kiểm định cái tính chuẩn cho cái phần dư của mình. Đấy, thì mình ở đây mình chưa chạy cái lệnh này. Đấy, thì cái kiểm định này thì có cái H0 ở đây là dữ liệu của mình có phân phối chuẩn và H1 là dữ liệu không chuẩn. Đấy, thì chúng ta thấy là cái p-value của mình nó rất là lớn là 0.6, như vậy có nghĩa là mình vẫn không bác bỏ cái giả thiết H0. Đấy, thì tức là cái phần dư của mình là có phân phối chuẩn. Đấy, chúng ta có thể dùng cái lệnh kiểm tra phân phối chuẩn bằng cái test Shapiro test. Cái thứ hai nữa là kiểm định cái kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên là bằng 0. Đấy, thì chúng ta dùng cái lệnh t-test thôi. RE đây chính là cái phần dư của mình. Đấy, thì cái p-value của mình ở đây là bằng 1. Đấy, thì như vậy là tức là cái H0 của mình là nguy cái giá trị trung bình là bằng, xin lỗi, H0 là giá trị trung bình bằng 0, còn H1 là giá trị trung bình khác 0. Đấy, thì cái p-value bằng 1 thì có nghĩa là mình vẫn giữ nguyên cái giả thiết H0, tức là cái giá trị trung bình của phần dư là bằng 0. Một cái kiểm định tiếp theo mà mình có thể dùng đấy là kiểm định phương sai, sai số ngẫu nhiên không đổi. Đấy, thì thực ra là cái trong cái phần lý thuyết thì chúng ta thấy rằng là để cái kiểm định phương sai, sai số ngẫu nhiên không đổi thì có nhiều cái test lắm. Thì ở đây mình dùng cái nhiều cái kiểm định, thì ở đây mình dùng cái NCV test. Ví dụ cái NCV test này là nó, ví dụ mình muốn biết là nó dùng theo cái kiểm định nào. Vì trong cái này thì mình nhớ là có một số kiểm định như kiểm định Y. Đấy, thì mình hỏi chấm vào đây thì mình sẽ biết được rằng là cái thằng như bạn Hường vừa nãy vừa hướng dẫn ấy ạ. Đấy, thì mình muốn biết là cái thằng này nó đang dùng cái kiểm định nào. Đấy, thì chúng ta nhìn đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là
Đây, là dùng cái kiểm định Brill-Pagan test. Đấy. Thì với cái kiểm định này thì ta chạy kiểm định. Cái giả thiết H0 ở đây là phương sai sai số thay đổi, và cái H1 của mình là phương sai, xin lỗi, H0 là phương sai sai số không đổi và H1 là phương sai sai số thay đổi. Thì chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái p-value ở đây đấy, để chúng ta ra cái kết luận của mình với cái cho cái test này. Trong tình huống này là cái p-value ở đây là 0.6, như vậy là mình vẫn giữ nguyên cái giả thiết H0 là phương sai sai số không đổi. Ngoài cái những cái kiểm định này ra thì ở trong A nó cũng cung cấp cái hàm để kiểm định, ví dụ như là kiểm định về cái tính đa cộng tuyến. Đấy, thì nó thông qua cái chỉ số VIF. Đấy, thì chúng ta có thể dùng cái lệnh VIF này để tính cái chỉ số VIF cho từng cái biến của mình. Thì theo bình thường thì ví dụ cái VIF này nó lớn ấy, thì chứng tỏ là giữa cái biến của mình nó có cái tính cái biến tương ứng đấy. Ví dụ VIF ứng với lại cái biến YouTube này mà nó cao thì có nghĩa là cái biến đấy là có cái mối quan hệ tuyến tính cao với lại các cái biến còn lại. Đấy. Thì ở đây cái VIF của mình ở đây thì nó khá là thấp, nó chỉ có 1 thôi, thì điều đấy chúng ta thấy là cái dữ liệu này của mình là các cái biến là không hề có cái tính đa cộng tuyến. Tiếp theo nữa là cái phần dự báo. Thì ở đây chẳng hạn là mình đang có hai cái biến YouTube với cả cái biến Facebook của mình đang nhận các cái giá trị như thế này. Đấy, thì bây giờ mình muốn dự báo giá trị trung bình với lại cái giá trị cá biệt ứng với lại cái dữ liệu đầu vào như thế này. Thì mình đặt cái new này là cái data frame mà được tạo bởi hai cái giá trị YouTube với cả Facebook của đây. Đấy, thì mình tức là mình sẽ tiến hành dự báo trên cái new này, cái data new này. Thì đầu tiên là đối với cái dự báo giá trị trung bình thì mình sẽ dùng cái hàm predict. Đầu tiên là cái này chính là tên cái mô hình của mình. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có cái new data là cái dữ liệu nào, thì mình sẽ đặt new data của mình chính là cái dữ liệu new ở đây. Đấy. Và trong cái tình huống để dự báo giá trị trung bình thì mình sẽ dùng cái interval là bằng confidence. Đấy, thì mình sẽ ra được cái khoảng ước lượng cho cái mình chưa chạy cái lệnh này. Đấy, thì mình sẽ ra được các cái giá trị tương ứng ở đây. Ở đây là nó đang chỉ hiện ba cái, thực ra đây là mình đến có, nhưng trước mình nhớ mình đặt chỗ này là đến 14 cái giá trị quan sát cơ. Đấy, thì nó hiện lên ở đây cho mình là ví dụ như đối với lại cái giá trị đầu tiên mà ứng với lại cái YouTube của mình là 57 với cái Facebook của mình là 10, thì cái giá trị ước lượng điểm của cái giá trị trung bình của mình là 340 và nằm cái khoảng ước lượng của nó là nằm từ đây đến đây. Đấy, tương ứng sang các cái giá trị tiếp theo. Thế còn để dự báo cái giá trị cá biệt thì cái mình dùng cái vẫn dùng cái lệnh predict. Tiếp theo nữa là tên của mô hình. Sau đó thì là cái dữ liệu của mình là cái dữ liệu nào, và cái interval trong tình huống này thì mình chọn là cái prediction. Đấy, thì mình sẽ ra các cái giá trị ước lượng điểm cũng như là khoảng ước lượng cho cái giá trị cá biệt để ứng với từng cái cặp giá trị của YouTube với Facebook ở trong cái dữ liệu data new ở bên trên. Và bước cuối cùng thì ở đây là cái bước mà xuất cái kết quả hồi quy ra dạng file text cho cái báo cáo file. Ở đây cái này ở trong cái phần lúc mình gọi các cái báo đấy, thì ở đây ví dụ như là mình xuất được một cái kết quả của cái mô hình ra thì nhìn nó khá là đẹp. Ví dụ như đây là các cái biến của mình. Đấy, và đây chính là các cái hệ số hồi quy mà mình ước lượng được. Đấy, và các cái kết quả tương ứng. Đấy, ví dụ như là về bình phương và bình phương hiệu chỉnh các cái p-value. Tức là cái này ví dụ như là khi mình chạy mô hình xong, mình muốn lấy kết quả ra để mình trình bày trên cái báo cáo của mình thì mình có thể chạy cái này như vậy.
trong trường hợp là để cái file báo cáo của mình ví dụ như dạng Word. Còn mình muốn xuất cái file đấy sang cái dạng file text thì mình có thể chạy cái lệnh như này. Xong đó thì cái type ở đây là mình sẽ chọn khác đi. Đầu tiên bên trên thì ví dụ mình xuất ra ở dạng file Word thì mình sẽ dùng type là text. Thế còn ví dụ như là mình muốn dùng cho đưa vào cái file LaTeX của mình thì mình sẽ dùng cái type ở đây là LaTeX. Đấy thì đấy là toàn bộ cái nội dung thực hành A cho cái phần mô hình hồ cây bội. Không biết là có thầy cô nào còn có ý kiến gì nữa không ạ? Vâng, em mời anh Thái ạ. Vâng, xin phép cô giáo cho hỏi một câu với, tức là khi mà ví dụ mình kiểm định là phương sai số thay đổi ấy, thì vâng, trong mô hình này là mình không mình bắt bỏ cái à mình không bắt bỏ cái đó thì là nó không, thế nhưng mà nếu như mà giả sử như là mình bắt bỏ có nghĩa là nó có phương sai số thay đổi chẳng hạn, thì mình có cái gói lệnh nào để mình chỉnh sửa cái mô hình này để cho nó đảm bảo được cái đấy không ạ? Em nghĩ là chắc là gói lệnh thì... chờ cô Bình trả lời ạ, anh chờ một chút ạ. Vâng. Cái đấy thì... vâng, thôi để cô Bình sẽ nói về cái này ạ. Bởi mình phát hiện ra nó có lỗi thì mình phải hiệu chỉnh nó như thế nào. Đúng rồi, chính xác ạ. Vâng. Thì em xin phép trả lời anh Thái như thế này, là nếu mà trong trường hợp là mình phát hiện ra là cái phương sai không đồng nhất ấy, thì mình xem là cái biến mà tạo nên phương sai không đồng nhất ấy, nó là biến nào. Thì đấy là điều đầu tiên. Thứ hai nữa là mình có thể plot lại cái residual bình phương với cả cái biến mà mình nghi là có là gây ra cái hiện tượng phương sai không đồng nhất, xem là cái cấu trúc mô hình như thế nào. Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh. Mình sẽ phải điều chỉnh cái mình chia toàn bộ hệ phương trình chẳng hạn là theo x hay là theo căn bậc 2 của x, hay là mình chia tùy thuộc vào cái functional form khi mà mình phát hiện ra cái vấn đề đó. Thì bên nhóm của em thì sẽ có 2 buổi trong khoảng tháng 10, tháng 11 làm về cái vấn đề gọi là detect cái errors. Đấy thì trong đấy là có từ vấn đề multi, từ ET và autocorrelation luôn anh ạ. Vâng, tốt quá. Vâng, thế thì tiếp tục theo dõi series của cô quá hay luôn ạ. Đúng rồi ạ. Với cả là về vấn đề causality thì tuần sau sẽ có ngay một cái bài về causality mà dùng graph để phát hiện ra những cái vấn đề causality đấy anh ạ. Tuyệt vời quá. Vâng, tuyệt vời quá. Vâng, cảm ơn cô. Rồi ạ, cảm ơn anh Thái ạ. Có còn đại biểu nào có câu hỏi nữa không ạ? À, có một câu hỏi ở trong phần chat ạ. Em có VIF lớn hơn 10. Không, thực ra cái VIF phải lớn hơn 10. Cái VIF này, cái cắt học thường là 10 nhá. VIF bằng cắt học lớn hơn 10, bạn DTH ạ. Chắc phải lớn hơn 10 thì mới là cắt học. Các đại biểu có câu hỏi nữa không ạ? Vâng ạ, thế thì xin cảm ơn tiến sĩ Thanh Nga đã có bài trình bày rất là chi tiết về vấn đề mở đầu của cái mô hình hồ quy bội, đúng không ạ? Trong một cái chuỗi thống kê có rất nhiều các chủ đề quan trọng ở phía sau, giống như là vừa đã trình bày và cũng giống như xuất phát từ các câu hỏi của các thầy cô liên quan đến các cái vấn đề về xử lý khuyết tật của mô hình. Về kế hoạch seminar thì tuần tới theo kế hoạch là tiến sĩ Thế ở bên Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ trình bày về mô hình đa mô hình hồi quy cực tính tổng quát. Tuy nhiên thì do công việc đột xuất, do đấy là tuần sau thì tiến sĩ Thế sẽ chưa trình bày được mà sẽ lùi để bổ sau nữa. Thế còn thứ tư tuần sau thì sẽ là có buổi trình bày của tiến sĩ Hoàng Văn Hà từ Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đưa chúng ta cái bài trình bày về vấn đề causal inference, đúng không ạ, và một số ứng dụng. Thì đấy chính là liên quan đến câu hỏi của anh Thái. Thì rất mong là các quý vị đại biểu sẽ dành thời gian tham dự buổi chiều thứ tư tuần tiếp theo, bài báo cáo về causal inference. Đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả các đại biểu.